Hey, ông Trương Vĩnh Trương Hào, sao ông tới đây chi vậy? Ủa, anh Kiệt, anh qua đây chi đấy? Mày làm gì mà nhìn mặt mày phấn khởi vậy? Đại ca mày đâu? Ở trong. Thằng Nhí qua đây có vẻ mập hơn ha. Mập gì đâu, thấy là lạ vậy thôi chứ mập gì. Nó mới sáng chế ra một công thức thuốc mới, còn chưa đặt tên nữa. Từ bây giờ thì đừng có ai nghi ngờ, nó lấy công thức của ông Hùng bên mấy ông qua đây sử dụng ha. Thiệt hả Nhí? Dạ thiệt anh. Coi như tôi hết nợ nần gì với dòng họ Trương rồi đó ngang. Thôi được rồi, để tôi vô báo đại ca. Có mấy ông tới. Kiệt, từ giờ mày qua mày ở với thằng Nhí đi. Chờ tao bàn bạc hợp tác với đại ca đó xong á, tao gọi điện cho mày. Nhưng mà cái gì? Tụi tao chỉ ở lên quanh đây thôi, không cần phải ở chung chuồng với mày chứ. Ý của em không phải như vậy. Không phải vậy thì tốt rồi. Đại ca mời hai ông vô kìa. Đi. Anh Kiệt, đi ông ơi. Trời ơi, hay là tính vô sành này với mấy ông, hay là anh tính chứng tỏ đẳng cấp đại ca đúng không? Cà cốc cái con mẹ gì. Tao chỉ sợ mấy ông bạn việc không chi phần cho tao thôi. Thôi không nhiều chuyện ông ơi, đi theo tôi, đi. Đây nè, đi. Tụi bay nói cái gì? Tụi bay giỡn mặt với tao hả? Mày nhìn mặt tao giống nó giỡn lắm hả? Không thể nào thằng trí tài đó lại là Trương Hùng. Thì tao cũng đã từng nghĩ như mày vậy đó. Như vậy là nhức đầu à? Mày có biết rằng là nó cho người truy sát diệt khẩu anh em tụi tao không? Bây giờ mày tính sao? Tính sao là sao? Mày còn hỏi nữa hả? Tìm chỗ cho anh em tụi tao ở tạm thời gian này chứ. Thì dễ thôi. Cứ một container hai em bằng tới, để đó nàng em của tao chuẩn bị 5 phút là xong. Mày đang mưu tính gì đó? Nói tao nghe coi. Tính cái gì? Tao đang nhức đầu lắm mày có biết không? Thì mày nói ra anh em tao tính phụ cho. Phải đó, hai cái đầu của tụi tao cũng vẫn hơn cái đầu của mày mà. Thì cũng tại cái bản danh sách đó, tao đã nắm trong tay rồi mà không thằng nào chịu giao dịch. Giờ thì đã biết chỗ của thằng Trương Hùng. Ý của mày là thuyết phục thằng Trương Hùng bắt tụi nó giao dịch với mình đúng không? Mày nhỏ tuổi hơn tao nghe mày. Tôi kêu ông bằng ông được chưa? Ý hay đó, nhưng mà thằng Hùng nó có chịu làm không? Thằng nào cũng có điểm yếu, muốn thằng Hùng làm gì thì phải bắt sống công mụ Hồng trước. Nè, cái này là thuốc mới của thằng Nhí đó hả? Tôi thử được không? Được. Muốn chết thì mày cứ hít đi. Nó đã làm chết hai bài khỉ của tao mua cho nó để thử nghiệm rồi đó. Cái gì mà ghê vậy? Thằng Nga Lý buôn bán cả đời, nó có thử miếng nào đâu. Đừng có nói nhảm nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là tụi bay có bao nhiêu quân để hợp tác. Thằng A Hải phản mình rồi hả anh? Không nằm ngoài dự đoán của mình. Đúng là người tính không mặt trời tính mà. Em tính tuần này thu xếp tiền bạc, rồi sang tuần sau về bệnh với anh thu xếp chuyện A Hải. Chưa chi nó đã ra tay trước mình rồi. Cũng có thể là nó cho thằng A Lũ qua đây trước để dò thám tình hình. Thôi bỏ đi. Nó làm cách gì thì nó cũng đã thành công rồi. Bây giờ mình phải lo chuyện tài chính trước đã. Tài chính? Lo bằng cách nào đây? Dù nó dùng cách gì chiếm đoạt hết tài sản của Trương Hùng thì mình vẫn còn tài sản mang tên Trí Tài ở đây, ở Thái và cả ở Mỹ nữa. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một số rất nhỏ so với tất cả tiền bạc và tài sản của Trương Hùng. Nhưng dù sao nó cũng hơn khối thằng doanh nhân này nọ ở nước ngoài về. Anh cứ để em tính đã. Đúng là không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất.
Cái chết của thằng Hoàng và thằng Mẫn ai cũng biết, đã đến lúc minh bạch mọi thứ. Bây giờ tụi mày theo phe nào, xác định cho rõ ràng đi. Hôm nay không phải đánh nhau, cũng không phải là rượt đuổi hoặc là trả thù, mà tất cả chúng ta phải ngồi xuống đây mà suy nghĩ, cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng cho sự nghiệp và cuộc đời làm giang hồ của mình. Tóm lại là ông muốn bọn này chọn phe có phải không? Ta không cần biết ai chọn tụi mày vô hay là tụi mày đi theo ai và làm cái việc gì. Ta chỉ cần biết tao là đại ca của nhóm này, tiền lỡ ta xử hết. Và ta sẽ chỉ dẫn cho tụi bay phải làm theo cách chỉ đạo của Trương Vĩnh ngay từ lúc này. Bây giờ tụi bay theo phe này, bước qua đây. Còn mày thì sao? Không thích theo anh Vĩnh hả? Trước đây bà Hồng có giao trọng trách cho tụi này, cho tụi này thêm thời gian để liên lạc với bà đi. Bây giờ đã không còn thời gian để cân đong đo đếm nữa. Nếu tụi mày chưa chắc chắn theo phe nào á, thì tụi mày biến đi. Liệu sau này tôi có thể quay lại với ông được không? Không được. Lúc sống thì tụi mày đã chọn, thì tụi mày chỉ được chọn một lần thôi. Bây giờ đã hết chuyện rồi, biến đi. Anh định làm gì vậy? Anh đang đứng ngoài một chuyến. Anh đi tìm A Hải hả? Phải. Anh nhất định không để nó lọc anh vậy đâu. Còn một chuyện ở đây thì sao hả anh? Anh sẽ ủy quyền cho em. Em toàn quyền quyết định tất cả những tài sản mang tên Trí Tài. Chủ yếu là em thanh lý tất cả những điền sản, những cổ phần của anh. Tất cả mọi thứ trở thành tiền mặt và chuyển tất cả vào tài khoản riêng của anh ở Thụy Sĩ là được. Không được. Anh không thể để mọi chuyện dễ dàng mà bỏ đi được. Anh đã nói như vậy mà em còn không hiểu hả? Tất cả số tài sản đó không bằng một phần lẻ số tiền chưa rửa mà thằng A Hải đã giữ của chúng ta kìa. Nhưng mà mọi chuyện ở đây cấp bách lắm rồi, một mình em không thể lo được. Anh tin là em làm được. Anh chắc chắn một điều là em sẽ làm được. Em làm sao có thể làm được khi tù trong giặc ngoài nó nổi lên như vậy? A Lũ, thằng A Lũ đi theo ông Vĩnh rồi sao? Còn hơn thế nữa, tụi đàn em á đi theo thằng Hào hết trơn rồi. Như vậy thì cứ từ từ, từ từ tao sẽ cho tất cả bọn bay đi chào ông bà hết. Anh ơi, em sợ tụi nó làm phản, mình trở tay không kịp đâu anh. Nếu vậy thì em chuẩn bị đi, ra nước ngoài dẹp chuyến này. Vậy thì tốt quá. Em sẽ đi nói với bé Bảo. Con Lan chuẩn bị. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh có gọi hai người đó đi chung đâu? Nếu không có hai người đó em không đi đâu hết á. Đàn bà, đúng là con đàn bà. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thỏ tiền nên gió đông sờ đành chia tay. Cái gì vậy? Gì vậy cha? Bộ ăn no mở nhiều cái giờ rửng hả? Biết rồi còn hỏi, ở đó mà hát với hò nữa. Tôi nói rồi, đời phiêu bạc là vậy đó. Có khi việc thì quá trời quá đất, không có thời gian ngủ nữa. Còn bây giờ ẩn vật dập dìu chờ đợi mòn mỏi mà thôi. Không biết mấy cha đó bàn bạc cái gì không biết nữa. Tôi cũng bất ngờ cái vụ hợp tác này lắm. Nhưng mà coi chừng á, lần này ông Tài với bà Hồng là sắp lên gò hầu ông bà luôn rồi đó. Mày nói cái gì? Cái gì vậy? Ông nóng tính từ lúc nào vậy cha? Tao hỏi mày đang nói cái gì? Tôi nói là lần này á là mấy ông dàn trận tính thanh trừng vợ chồng Trí Tài.
Nếu như chuyện này là sự thật, tại sao họ không báo cho ta biết một tiếng? Trời ơi, chuyện bí mật mà, đâu phải liên thiên thông báo là muốn thông báo đâu. Nhưng mà chuyện khử vợ chồng Tài Hồng là nhiệm vụ của tao. Phải nói tao biết một tiếng chứ. Trời ơi, ông tưởng là ai vậy? Chuyện gì phải thông báo cho ông biết hả? Chính vì chuyện này tao mới phò tá mấy ổng. Mày thấy đối xử với tao như vậy có công bằng không? Chuyện này tôi không biết. Nhưng mà cái chuyện đó tôi chỉ biết có vậy thôi hả? Được rồi, để tao đi hỏi mấy ổng. Dạo này ra dáng đại ca quá ha. Bé Bảo đâu? Dạ, cậu chủ vừa mới ngủ thưa bà. Ra đây tôi biểu. Để đó ngủ đi, đừng đánh thức nó dậy. Dạ. Bệnh tình bé Bảo sao rồi? Dạ, cậu chủ bị hen suyễn bẩm sinh, cho nên khi nào mà gặp chuyện căng thẳng thì cậu mới lên cơn thôi. Quan trọng là môi trường vệ sinh sạch sẽ, hoạt động điều độ. Dạ, em thấy dạo này bệnh tình của cậu chủ cũng ổn định hơn rồi đó bà. Rất tốt. Lan à, tôi muốn hỏi cô mấy câu hỏi. Dạ, bà cứ hỏi đi. Nhưng cô phải thề với tôi là chỉ nói những lời thật lòng. Bộ có chuyện gì quan trọng hả bà? Cô thương bé Bảo đến mức độ nào? Dạ, tôi... Mà sao bà hỏi vậy? Cô cứ trả lời đi, nhưng phải nói thật lòng. Nếu có người truy sát bé Bảo, cô có dám liều tính mạng của mình để bảo vệ nó hay không? Bộ có chuyện gì nguy hiểm nữa hả bà? Đừng có hỏi nhiều nữa, trả lời đi. Tôi nói thiệt với bà, tuy là bé Bảo không phải là con ruột của tôi, nhưng mà dù sao tôi cũng mang bé Bảo trong bụng 9 tháng 10 ngày. Tôi cũng đã sanh ra bé Bảo, cho nên tôi xin lỗi bà là tôi đã lỡ coi bé Bảo như là con ruột của mình rồi. Tôi lỡ thương nó rồi, cho nên là nếu như mà nó xảy ra chuyện gì, tôi thà hy sinh tính mạng của tôi để bảo vệ nó, chứ tôi nhất quyết không để cha đụng tới bé Bảo đâu thưa bà. Tốt, rất tốt. Vậy thì tôi có thể yên tâm giao bé Bảo cho cô chăm sóc tiếp tục được rồi. Bà chủ thử tôi hả? Không, tôi chỉ đặt tình huống như vậy thôi. Còn chuyện gì vài bữa nữa sẽ biết. Bây giờ cô vô phòng thu dọn đồ đạc của cô và bé Bảo để có thể lên đường bất cứ lúc nào. Bộ mình sắp phải đi xa hả bà? Phải, đi xa lắm. Không biết bao giờ mới trở về. Nhưng nhớ là chỉ mang theo những đồ đạc cần thiết thôi. Dạ, tôi biết rồi. Bà chủ, có chuyện gì? Thiệt tình, tôi không biết là sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi có người quen ở dưới quê. Nếu như mà cần thiết á, thì tôi có thể đưa bé Bảo về dưới quê. Rồi khi nào mà ông bà chủ ổn định lại á, thì tôi thôi sẽ đi bà... Nếu cô muốn á, cô tự đi một mình. Tôi sẽ tìm người thay cô chăm sóc bé Bảo. Không, tôi chỉ nói vậy thôi. Bà không đồng ý thì thôi. Bé Bảo đi đâu, tôi sẽ theo tới đó. Cho dù xảy ra chuyện gì, dù nguy hiểm đi nữa, thì tôi cũng không bỏ bé Bảo đâu. Bé Bảo không thể nào mà sống mà thiếu tôi được. Bà tin tôi đi. Đi vô dọn đồ đi. Dạ.
Đóng giùm cái cửa lại đi. Mở tàn quạt, gió vô bệnh chết cả đám bây giờ. Ông tưởng nhà của ông hả? Hai thằng đàn ông đóng cửa cho chích ngợp hả? Sáng mai thành hai cái xác khô, thiếu oxy đó biết không? Rồi lên báo, nó giật cái tít cho là cái chết vì thiếu hiểu biết đó. Mẹ, đúng là đời lên dơ xuống chó mà. Một cái chỗ như vậy, không biết làm sao Trường Sói nó sống được tới mười mấy năm chứ. Bởi vậy, nó sống ở chỗ chật hẹp nhỏ nhen vậy. Đầu óc nó cũng chật hẹp nhỏ nhen. Đóng hộp gì đông sắt gì, sao phát triển được. Nói thật với ông nha, bất đắc dĩ lắm tôi mới qua lại với nó. Mới vô ở thôi là tôi đã chịu không nổi rồi. Cái chỗ ở như vậy mà nó ở được, ăn nói thì cục mịch. Đã vậy, tánh còn giống như đàn bà, chỉ biết từ trong bếp vô tới toilet thôi. Mày vô ngủ đi, cam ram qua như đàn bà vậy. Ngột ngạt vậy ngủ cùng mẹ gì được. Ngột ngạt mày cầm ram vậy, tao mệt thêm nữa. Thằng quỷ, làm tao hết hồn à. Thằng Kiệt hả? Dạ, đang tính hỏi hai anh chút chuyện đó. Có chuyện gì? Vô đi. Thôi khỏi đi, chỗ này có chút xíu như vậy, mày đi vô hút hết oxy của anh em tụi tao thì sao? Mày qua đây làm cái gì? Cường Sói để yên cho mày qua hả? Ai làm khó được nó? Nó là giang hồ quan hệ rộng mà, thằng nào làm được cái gì? À, tính qua hỏi hai anh chút chuyện thôi. Chuyện gì? Các anh tính xử vợ chồng Tài Hồng hả? Mẹ nó, chuyện vậy nó cũng biết nữa. Thằng Cường Sói làm ăn như xịt vậy. Mày im đi. Phải đó, tao muốn xử vợ chồng thằng Tài. Mày thấy sao? Nhưng mà tại sao không cho em tham gia? Ok, tao sẽ cho mày tham gia. Anh nói thiệt hả? Đương nhiên là thiệt rồi. Mày lên đường đó, về chuẩn bị súng ống đi. Ok. Nè, lỡ nó biết thằng Tài là thằng Hùng thì sao? Thì đừng cho nó biết. Anh, chào Luật. Ủa anh, mình chỉ nhóm học tổ mình thôi hả? Ừ, anh có nhắn cho Phương rồi. Phương tới rồi. Anh Mạnh, anh Luật. Sao vậy? Em làm mọi người bất ngờ quá hả? Không chào đón em sao? Có hơi chút bất ngờ. Cô mày làm đẹp khỏe hẳn chưa? Ngồi đi. Dạ. Vết thương của Lâm ra sao rồi? Dạ đỡ lắm rồi. Bác sĩ nói là em có thể hoạt động trở lại. Cô ấy rất quyết tâm, phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ trong chuyên án lần này. Lúc anh nhắn tin cho em đang ở nhà Lâm. Tốt rồi, anh nói nhanh tình hình nha. Bọn anh em Vĩnh Hào kết hợp với Cường Sói, sáng sớm mai sẽ xông vào xử lý vợ chồng Trí Tài. Em có nghe Hải Phương nói về tình hình mấy hôm nay rồi. Nếu như mà vợ chồng Trí Tài có chuyện gì thì
mình khó có thể dụ được Trương Hùng ra mặt để gặp Trùm Long và bà Hải Nguyệt. Đúng vậy, chúng ta phải ngăn chuyện này ngay. Theo lời của anh thì em đã cử một nhóm trinh sát bám trụ ở nhà bà Hồng. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì họ sẽ báo cho mình biết ngay. Tốt lắm, sáng sớm mai Hải Phương cùng với đoàn kiểm tra xuống nhà bà Hồng trước khi bọn Vĩnh và Hào đến. Nhưng mà em biết lấy lý do gì đây? Em đi cùng với công an khu vực, lấy lý do là kiểm tra hành chính những người có quốc tịch nước ngoài hoặc nuôi cá sấu trái phép. Lâm tin là từ bữa tới giờ họ vẫn chưa xin được giấy phép, hoặc là dời đàn cá đi chỗ khác. Đúng vậy, đàn cá sấu thì vẫn còn ở đó. Tổ trinh sát chúng ta đã khẳng định như vậy. Anh Mạnh, mời anh qua phòng thông tin để nghe đoạn hội thoại này. Được, tôi qua liền. Dạ. Ủa anh Mạnh, có chuyện gì không hay hả? Vợ chồng Trí Tài sắp ra đi. Hả? Đi. Có vẻ như là chúng định đi đâu đó vài ngày. Mang theo nhiều đồ đạc như vậy chắc chắn là đi nước ngoài rồi. Lâm nghĩ chắc họ sẽ đi bằng đường bộ thôi. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bởi vì bên kinh tế cũng đã tìm ra lý do họ trốn thuế, nên đã cấm vợ chồng Trí Tài xuất cảnh mà. Em yên tâm đi, bên chúng ta lúc nào cũng có đội theo sát mà. Kêu mở ống dòm đi. Còn thấy gì nữa không? Có cần xin lệnh để khám xét nhà? Em nghĩ là không. Bởi vì họ đã bỏ đi kiểu này rồi thì trong nhà chắc chắn không còn gì giá trị nữa đâu. Cũng chưa chắc. Bỏ đi vội vã như vậy chắc chắn trong nhà sẽ có sơ hở. Dạ. Vẫn còn một anh quản gia hay một anh tài xế gì á. Hai người ở lại đây nha, để em tới gần thám thính thử coi sao. Em cẩn thận, mang theo đi, đứng quan sát từ xa cho yên tâm. Chiến dịch sắp kết thúc rồi. Phải. Sao anh không hút nữa đi? Em đâu có thích thuốc lá. Vết thương của em sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Em đỡ rồi. Cảm ơn anh. Sau chuyên án này, chắc em về lại bên đó luôn hả? Không biết đến khi nào chúng ta mới được cộng tác chung với nhau nữa. Nếu như mình được cộng tác cùng nhau thì đất nước của mình sẽ có thêm một tên trùm mới. Hắn sẽ làm cho bao nhiêu người khổ sở, lao đao. Thôi thì em thấy mình không cộng tác nữa thì cũng đâu có sao. Sao anh buồn vậy? Đâu có đâu. Xạo. Anh là người không biết che giấu tình cảm. Những vui buồn giận ghét của anh đều thể hiện trong ánh mắt. Bởi vậy cho nên em thắc mắc là tại sao anh có thể làm nội gián cho tới bây giờ mà vẫn chưa chết.
Sao em nói vậy? Em nói thiệt mà. Những tên trùm trong chốn giang hồ ai nấy cũng đều ranh ma độc ác. Chúng nghi ngờ tới từng chi tiết nhỏ và sẵn sàng giết chết những kẻ mà chúng nghi ngờ. Với phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên em thấy một người thật thà như anh thì tại sao tới bây giờ vẫn chưa chết? Trả lời em đi. Em nói đúng. Anh là người sống với bản tánh thật thà. Anh không phải là người đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cho tới khi anh tiếp xúc với bọn buôn ma túy trong giới giang hồ, anh mới thấy được những hành động tàn nhẫn và độc ác của chúng. Anh muốn tiêu diệt toàn bộ họ, nhưng mà để làm được điều đó, anh phải giữ mạng sống của mình. Em cũng biết rồi đó, phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức của tổ chức mới cài được một chiến sĩ nằm vùng trong bọn họ. Tất cả là vì đại nghiệp. Đôi khi anh phải làm những việc mà lương tâm một người chiến sĩ công an không cho phép làm. Anh phải nén lòng làm những việc mà anh không hề muốn. Anh phải giấu đi tình cảm riêng của mình. Sống dưới vỏ bọc của một gã giang hồ lì lợm muốn tiến thân, bằng mọi giá, bằng mọi cách phải tìm được ông Trùm. Cho tới khi gặp em, gặp em thì sao? Em ác độc, em bắt anh, em đánh anh, em lấy xe tông cho anh bị thương. Tất cả những việc làm dũng cảm của em đối với một tay giang hồ độc ác như anh, em đối xử tàn nhẫn với anh, chính vì những điều đó nó làm cho anh nhớ anh là một chiến sĩ công an chứ không phải là một gã giang hồ khát máu. Bởi vậy mà mỗi lần đối diện với em, anh muốn sống thật với lòng mình. Anh không thể che giấu được tình cảm thật của mình. Vậy là em nói đúng rồi. Anh đang buồn đúng không? Có gì đâu mà buồn. Em đi rồi không có nghĩa là em sẽ không trở về đây để du lịch mà. Em nói cũng đúng ha. Anh cũng có thể qua bên đó du lịch được mà, đúng không? Tụi bay tràn vô trong, gặp thằng nào chém chết thằng đó cho tao. Dạ. Đứng yên. Dạ. Các anh làm gì vậy hả? Ôi, con gái thôi mà đại ca. Đứng yên không tụi bắn đó. Gì vậy? Sao tự nhiên tụi bay đứng đơ ra hết vậy? Hả? Ồ. Chào cô em. Cô em đi đâu vậy? Các anh là ai? Tới đây làm gì? Lại. Lại. Ở đây ai là người cầm đầu vậy? Hai, ai cầm đầu? Ở đây chỉ có một cô em thôi. Tôi cũng nói thật cho cô em nghe, tôi cầm đầu nè. Rồi sao? Ồ, vậy thì tốt quá. Làm gì mà đông dữ vậy? Chúng tôi được báo sắp có sự thanh toán đẫm máu diễn ra đây. Làm gì có hiểu lầm thôi. Chúng tôi tới thăm người quen, làm gì có thanh toán ở đây. Đúng rồi, tôi là quen với chủ nhà này cho nên tới đây thăm thôi. Tới thăm chủ nhà mà cầm theo nhiều dao như vậy, toàn hàng nóng không? Chắc là không phải xin nhau tí huyết chứ. Hả? À, tụi nó phòng thân thôi, phòng thân thôi, phòng thân thôi, đúng không? Đúng rồi, thân thôi. Tất cả trật tự, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh tên gì? Tôi tên là Phùng Hoa Lũ. Cho xem giấy tờ tùy thân. Không, tôi không có đem. Địa chỉ nhà của anh ở đâu? Hồng Kông.
anh là người nước ngoài à? Đúng. Nhưng tôi không mang theo giấy tờ gì ở đây hết. Được rồi, bước qua bên này. Người kế tiếp. Anh tên là gì? Nguyễn Văn Bé. Cho xem giấy tờ tùy thân. Đúng là đi làm không coi ngày. Được rồi. Người tiếp theo. Ờ, thế. Anh tên là gì? Mẹ nó hôm nay tâm nương thì phải. Hải. Gì cho xem giấy tờ tùy thân. Tự nhiên đi ra đường gặp ba con gái hả? Được rồi. Tầm bảy. Tam nương một tháng có 6 ngày. Làm cái gì cũng dở dở ương ương hết. Ghê vậy sao? Anh tên là gì? Vậy mà tôi tưởng người ta nói cái gì mà. Tôi tên Trần Khải. Mùng năm 14-23 đi buôn cùng lỗ hú hồ đánh nhau. Mày khùng quá. Ba ngày đâu khác, tam nương khác. Người kế tiếp. Anh tên gì? Nguyễn Hân. Giấy tờ tùy thân. Tụi tao chuẩn bị uống trà, bể kế hoạch rồi. Tao đang đuổi theo nó, tâm sự sao? Tên gì? Nhanh lên đi. Mình đến sớm một tiếng hả anh? Đủ thời gian để chúng ta cắt cái đuôi đang theo dõi chúng ta. Hả? Đừng ngó lại. Cứ để cho nó nghĩ là nó đang theo dõi mình đi. Bây giờ anh sẽ mướn hai chiếc thuyền. Chúng ta sẽ ra biển đi hai ngã khác nhau. Gặp nhau cái đảo ngoài kia. Dạ. Dạ. Đi nhanh lên. Chú ơi, chạy tới ngã ba xuống lấy nhiều gì vậy? Bảo ơi, Bảo, Bảo ơi, dừng không? Dừng lại. Đi. Lên, nhìn cái gì mà nhìn. Em chỉ sợ là bọn chúng hai thằng bé và cô Lan đó. Em yên tâm đi, tụi nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta mà. Với lại bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên thằng Cường sẽ không dám ra tay tàn nhẫn đâu. Bảo ơi. Bảo, có sao không con? Con sợ quá. Có mẹ ở đây rồi. Con đừng có sợ. Ủa? Đừng có sợ, có mẹ ở đây. Mẹ. Mày kêu con nhỏ này bằng cái gì? Mẹ. Mày là ai trong nhà của thằng Tài? Tôi là bảo mẫu. Là bảo mẫu à? Dạ. Mẹ. Mẹ tụi mày. Mẹ tụi mày. Mẹ tụi mày. Tao đã nói với tụi bay rồi.
Tao nói tụi bay là phải đi bắt con tin có giá trị. Tại sao tụi bay đưa hai mẹ con nhỏ ở đợi vậy đây chứ? Xử tụi nó, rồi theo tao tìm hai đứa kia. Dạ. Không, không, mẹ hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Nó là con ruột của ông bà chủ đó. Mày nói thật chứ? Mẹ. Dạ thật mà. Thật mà. Mẹ. Bảo. Bảo. Mẹ. Sao nó không giống thằng Tài một chút xíu nào vậy? Nhưng mà nó giống ông Trương. Đúng là cha nào con nấy mà. Mẹ. Nhưng tại sao nó gọi mày bằng mẹ? Tại vì tôi mang thai hộ cho bà Hồng, với lại tôi nuôi nó từ lúc mới đẻ cho tới giờ. Ừ. Đó bị cái gì vậy? Chết rồi, nó bị hen suyễn đó. Nếu mà căng thẳng quá thì nó sẽ lên cơn. Nếu mà không có thuốc kịp thời thì nó sẽ chết đó. Làm ơn đi, làm ơn đi. Qua lo cho nó đi. Bảo. Tụi mày đi tìm thuốc hen suyễn về cho nó đi. Đến bây giờ mà Trương Hùng vẫn chưa lộ mặt nữa thì là khó hiểu. Có thể là nó gặp rắc rối ở đâu đó, với lại nó không dám mạnh tay như trước đây nữa. Trong vụ án này có quá nhiều chuyện phức tạp mà mình không thể nào lý giải nổi. Anh cũng biết là như vậy. Chuyện bé Bảo thương cô Bảo Mẫu hơn bà Hồng thì anh có thể hiểu được. Nhưng mà với mối tình tay ba Chí Tài, Trương Hùng và bà Hồng thì không tài nào anh lý giải được. Nếu Trương Hùng và Trí Tài là một người thì mọi chuyện quá đơn giản. Dù thế nào anh cũng phải cứu bé Bảo đi anh. Nó đang không coi em là mẹ. Tại sao con nó là con hoài vậy? Không không anh ơi, nó còn nhỏ nó không biết gì đâu anh ơi. Anh ơi, anh nhớ vợ chồng mình chỉ có một mình nó thôi. Con của chúng ta đó anh à. Em đừng khóc nữa. Em biết rõ là những chuyện này không bao giờ tác động được gì với anh mà. Anh, em xin anh mà. Em xin anh mà. Đó là máu mủ đứa con duy nhất của vợ chồng mình đó anh. Mau, mau đi cứu nó đi. Anh mau đi gặp Cường Sói để giải quyết mọi chuyện sòng phẳng đi anh. Đi, em xin anh mà. Em buông con, để từ từ rồi tính. Không, không có từ từ tính. Anh đi gặp nó liền, đi gặp nó liền đi anh. Em biết nó muốn dụ anh ra để khách hàng bên kia làm việc với nó thôi, giao dịch với nó thôi. Thằng này nó mê làm ăn, chắc chắn nó để cho vợ chồng mình yên mà anh. Em xin anh mà anh ơi. Tại sao vậy? Tại sao anh không chịu cứu con? Tại sao vậy? Trả lời em đi. Tôi được rồi, anh sẽ cứu thằng Bảo, nhưng không cần thiết phải gặp cái thằng đầu tóm này. À, tại sao vậy? Anh không gặp thì làm sao cứu được thằng Bảo hả anh? Anh có một kế hoạch khác hoàn hảo hơn. Anh bắt thằng Cường Sói phải mất cả chị lẫn cha trong chuyến buôn lỗ giống này. Tao Cường Sói đây. Mày ngạc nhiên là vì sao tao có số điện thoại của mày hả? Tao đang giữ cục cưng của mày nè. Tao không cần biết mày đang ở đâu. 6 giờ sáng ngày mai mày không có mặt tại. Mày nói cái gì? Thôi được, tao cho mày 3 ngày. Nếu hết ngày thứ 3 mà mày không có mặt, tao sẽ cho hai đứa này về chồng ông bà. Có khi nào? Ý anh là sao? Không, không thể nào như vậy được. Không, anh nói em nghe đi, anh đang nghĩ gì vậy? Thực ra thì vừa nãy anh mới nảy ra một suy nghĩ, có khi nào Trí Tài với Trương Hùng là một không? Nhưng mà xét trên mọi phương diện thì không thể nào là sự thật được. Phải, không thể có chuyện đó được. Thôi thì bây giờ cứ để cho bọn chúng đấu đá nhau để lộ ra sơ hở, rồi xem dấu vết của Trương Hùng đi đâu, lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Ừ. Em tin là mình sẽ bắt được hắn. Rút. Dạ. Đi. Nhanh lên.
Nè, sao rồi? Nghe nói mày bắt được con tụi nó rồi hả? Ông đã gọi điện thoại cho nó chưa? Nó có chịu tới cứu người không? Tao mệt vì phải trả lời mọi thứ cho tụi bay. Nói tóm lại, tao cho nó 3 ngày để tới đây trình diện trước khi tao cho hai đứa kia thành tro. Rồi mày nhắm nó có chịu tới không? Nó nói là nó sẽ tới. Có nghĩa là mày bắt con của nó làm con tin, rồi thâu tóm cái thằng của nó, mọi chuyện tính sao? Mày hay lắm đó. Nó hay lắm mày thấy không? Cũng may tụi đàn em cũng chỉ bị lập biên bản xử phạt hành chính thôi. Nè, bộ ông có ý kiến gì mới hả? Hai anh em tụi mày hổm đài ở không cũng mệt người rồi ha. Thì tụi tôi cũng muốn đánh đấm một trận ra trò, nhưng mà bị hố một cái quá mạng luôn. Bây giờ mày muốn tụi tao làm gì cho mày sao? Mày thông minh lắm. Thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh vậy. Tốt. Tao muốn hai anh em tụi bay cướp nguyên liệu trên biên giới về cho tao. Cái gì? Giờ giấc địa điểm đã định sẵn. Do thám cho biết có khoảng 20 thùng hàng đó. Mày muốn tụi tao làm dưới quyền của mày sao? Vậy chứ anh em tụi mày muốn hợp tác với tao kiểu nào hả? Ở đây tao chỉ có mua lại hoặc cướp bóc hàng thô để về chế biến bán cho ông Long. Ngoài ra còn làm bảo tiêu. 20 thùng hàng đó là đúng chuyên môn của anh em tụi bay rồi. Còn muốn gì nữa? Không lẽ hai anh em tụi bay ăn ở không rưỡng mỡ, ở nhờ chỗ của tao mà không làm chuyện gì sao? Nè, hai đứa mày ra sao nấp cho kỹ nha. Khi nào phát tay ra hiệu lệnh á, sống lên, tao có sao hiểm trợ. Dạ. Nhớ xong lên trước nha tụi bay. Em biết rồi. Sao ông không cho thằng Kiệt đi theo vậy? Tốt nhất cho thằng đó ở nhà đi. Nó đi tới đâu xui xẻo tới đó. Cái gì mà ngược đời vậy? Tự nhiên lính thì ở nhà, còn đại ca thì đi kiếm cơm cháo là sao? Mày đừng có cào nhau nữa. Tao đang chán thằng cực xối đi. Tôi nói thiệt với ông nha, nếu mà không rơi vô hoàn cảnh như vậy, tôi đách có thèm làm đâu. Bây giờ tiền bạc của tôi dư trả cho tụi nó nằm ở nhà chứ bộ. Mày trả được bao lâu? 2 tháng, 5 tháng hay là 7 tháng? Mày hay quá. Thì cũng phải kiếm cái việc gì mới mà làm chứ. Bởi vậy cứ nghe lời của nó trước đi. Khi nó xử thằng Hùng xong á, tao với mày bàn bạc làm ăn với nó, chia lợi nhuận. Mẹ, tự nhiên bây giờ trở thành cướp cạn. Đúng rồi. Mày, tụi nó tới kìa. Tụi mày chuẩn bị sẵn sàng nghe. Phất tay là xong lên nghe. Dạ. Tụi này khinh suất thật. Đi vào hàng cỡ như vậy mà chỉ đi có mấy người thôi. Ông cho tụi đàn em lên đi. Xong lên. Xong lên kìa. Dễ xuống cho tao chi thằng ngu. Mày, đỉnh của ông lâu vậy. Nhanh lên đi. Lộng mặt ra. Thì ra là Trương Hào. Mày á, từng là một tên trộm, đã chuyển sang đứng đường để đi cướp cạn hả mày? Tao thật không ngờ. Còn mày? Tao thì sao? Mày bỏ cái nghề cờ bạc bịp bợm hả? Nếu mà ngày trước á, thì tao sẽ cho mày đánh với tao một chén. Nếu mày thắng á, thì tao sẽ cho mày đi. Nhưng mà tao chắc chắn mày sẽ không thắng nổi tao đâu. Bởi vì mày chuyên chơi bịp mà. Còn nếu như mày đánh thẳng với tao, có thằng nào thua thằng nào? Không cần. Tao giữ lời hứa với chị Hồng.
là tao không bao giờ chơi đánh bài với mày nữa. Vậy thì mày chơi trò gì đi, để nó có cơ hội sống sót. Đúng rồi. Không, tao sẽ thả cho tụi bay đi, nhưng tao báo cho tụi bay biết, nếu mà tụi bay còn cướp hàng tao một lần nữa thì tụi bay đừng có trách tao. Đi. Mẹ nữa, còn gì là thanh danh nhà hội trương nữa. Tụi bay là đồ vô tích sự, làm gì cũng bể hết, vậy mà còn kêu tao hợp tác nữa hả? Ê, tao không gọi nè. Tao nghe này không? Vĩnh hả? Mày đang ở đâu vậy Hùng? Có chuyện này tôi cần ông giúp. Chỉ cần ông cứu bé Bảo ra thì mọi chuyện ân quán trước đây coi như bỏ qua hết. Tôi rất cần thằng Bảo, ông có chịu giúp tôi không? Vậy là sao? Vậy là bây giờ mình đi cứu bé Bảo đúng không? Mày nghĩ thằng Hùng nó chịu bỏ qua chuyện cũ sao? Tôi nói thật nha, thằng này cùi rồi, chẳng sợ lỡ con mẹ gì nữa hết á. Mày không theo thằng Cường Sói nữa hả? Theo thằng chó đó được cái gì? Tôi chưa thấy thằng nào ngu như thằng chó đó đó. Vậy mà cũng làm thủ lĩnh được nữa. Thì sống có khúc người có lúc. Con người mà, ai cũng có một thời huy hoàng. Nghĩ lại, trước đây là thời huy hoàng của anh em họ Trương nhà mình. Mày nhắc làm tao nhớ thằng Lâm quá. Thôi đi, lo cho bản thân tụi mình đi. Nếu như ông Lâm á, trong đó mà giả điên giả khùng như vậy, cũng có ngày được giảm án, rồi lại có khi được đoàn tụ gia đình nữa. Cũng phải, nhưng mà tôi ghét cái kiểu làm ăn chụp giật của thằng Cường. Nó mà làm ăn cái gì, nó đi cướp thì tốt hơn. Tao thấy nó hợp với buôn bán nhỏ lẻ hơn là làm ăn lớn. Nó làm gì kệ mẹ nó đi. Nói tóm lại là nếu như mình cứu được thằng bé Bảo, rồi làm cầu nối cho ông Hùng gặp ông Long bên Campuchia, coi như là lấy công chuộc tội đúng không? Nếu mà sau vụ này thành công, anh em tụi mình sẽ trở về thời huy hoàng ngày xưa. Giờ tôi đổi số điện thoại, mất công công an nó dòm ngó nữa. Không biết hai thằng vô dụng họ Trương có thể tự lo mọi chuyện để cứu bé Bảo không nữa. Chắc chắn là lo được mà. Bây giờ anh đang tập trung hết sức để đối phó với thằng A Hải. Tới lúc có tiền rồi chuyện gì làm không được. Nếu cần thiết anh sẽ thương lượng với tụi thằng Cường Sói. Hy vọng là được. Chắc chắn là như vậy. Cái đám giang hồ đổ xương đổ máu về cái gì, tất cả cũng chỉ vì tiền thôi. Có tiền thì có thể làm được tất cả. Anh ơi, hình như tàu tới kìa. Rồi rồi, cặp vô đi, cặp vô. Sát sát vô tí nữa nè. Rồi rồi rồi, tí nữa. Nè. Nhìn cảnh này em nhớ đến cái thời phiêu bạc chưa có đất dụng võ của anh. Trên đời lên voi xuống chó mà. Nhưng ít ra anh đã có 20 năm ngon lành cành đào rồi. Đời người chỉ có 60 năm. Cái khoảng thời gian đầy đủ sức khỏe để làm gì chỉ cần 30 năm là đủ. Trong 30 năm rồi, lăn lộn trong giang hồ để kiếm tiền, chỉ cần 10 năm thành đạt xuân sẽ là đủ. Yeah.
Buông ra. Tại sao tụi bay tới đây? À Hải, tao biết chắc chắn là nó mà. Hắn nói chỉ cần hai người bước sang địa phận Hồng Kông, bất kể trên bờ dưới nước hay trên không, đều bắn bỏ. Vậy là từ nay A Hải chính thức trở mặt với mình rồi. Cho dù có chết cũng không tới lượt tụi bay ra tay đâu. Anh chuẩn bị chưa? Nào mẹ cũng tới trễ hết vậy, lệ mày quá. Trời ơi, mày đi đàng hoàng coi, mày đang tha cái gì vậy hả? Trời ơi, cổng tôi vô đi. Trời ơi, ông thương tôi không? Ông thương tôi thì ông cổng tôi vô giùm đi. Trời ơi. Rồi lên đây. Mệt quá. Cầm cái gì vậy? Cái cây nãy giờ tôi đi không nổi, tôi chống nó đi nãy giờ nè. Ông nội ơi, bỏ nó ra. Leo lên. Trời ơi, trời. Đó, vậy mà là anh em với nhau chứ. Tới thằng em nó đi không nổi thì cổng nó vô giùm, chứ có cái gì đâu. Trời ơi, đừng có quăng thằng em mạnh bạo vậy chứ. Mày sai rồi, mày ngủ đi. Xét cho cùng là bây giờ tôi thấy, bây giờ lên voi xuống chó thì cũng là vô nghĩa hết trơn á. Anh thấy tôi nói đúng không? Đúng không? Đúng. Bây giờ mày ngủ đi cho tao nhờ. Sai lắm rồi đó. Bậy rồi. Sai là anh sai, chứ tôi không có sai. Tôi mà càng uống vô là đầu óc tôi càng minh mẫn. Càng minh mẫn là càng sáng suốt. Mà bây giờ ông muốn thuốc gì? Ông muốn thuốc gì? Muốn phê kiểu gì? Tôi vô tôi bào chế cho 30 giây. Thôi thôi được rồi. 20 mấy con khỉ mày thử nghiệm chưa đủ hay sao hả? Hả? Uống khỉ tôi đâu hết trơn rồi. Mấy ông nhìn thấy tôi không? Rồi ok, mày không sai. Tao sai được chưa? Cái gì vậy? Ông để tôi nói. Ông để tôi nói. Ông nhìn thấy tôi không? Mấy chục tuổi đầu rồi mà cứ dập dìu lẫn quẩn ở cái khu vị ho cò gái này. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tôi suy đi nghĩ lại, tôi thấy tội nghiệp cho bà Kiều với thằng Tiến. Nhiều bữa tôi nằm mơ tôi thấy bà Kiều với thằng Tiến hai người làm đám cưới, sống hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên kia. Mày đừng lấy chuyện đó ra hù tao nha. Tôi không có hù, tôi hiểu ông quá mà. Cái chuyện này ông nói không được mà ông để trong lòng làm chi cho nó rây rớt. Đúng không? Tôi nói đúng không? Đúng. Đúng xuống. Đâu tôi giữ vậy? Tôi nói là tôi không có xa. Tôi không có xỉn. Mà tại vì tôi buồn ngủ. Tôi nói thiệt với ông. Tán lý cái chuyện tôi nói. Kiệt hả mày? Hai chị. Tao Vĩnh nè. Làm gì mà xài số lạ quắc vậy? Biết rồi còn hỏi. Ông đi lấy nguyên liệu về chưa? Chưa. Nhưng mà có chuyện này, tao muốn nhờ mày giúp. Chuyện gì? Mày thăm dò rồi báo cho tao biết. Thằng Cường, nó nhốt thằng Bảo ở đâu? Gấp nha. Nhưng để làm gì? Cứ làm đi, rồi tao sẽ giải thích. Tao hứa sẽ giao vợ chồng thằng Tài cho mày xử lý. Vậy nha. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi anh. Em chỉ đường cho anh tới chỗ giam giữ bé Bảo đi. Anh đi vào 100 mét,
thấy cái container màu xám có đánh dấu chéo thì anh quẹo trái. Sau đó đi tới hai dãy khác thì quẹo phải. Cuối đường có cái container đặt nằm ngang. Có hai tên đứng gác là nơi anh cần tìm đó. À anh, Trí Tài vẫn bình yên. Mặc dù mình có bị mất dấu hắn lúc hắn lên tàu Thái Lan ra vịnh, nhưng mà ngay sáng hôm sau vợ chồng hắn đã quay trở lại bờ bên này. Tốt. Anh nghĩ là anh em của ông Vĩnh muốn cứu con Tài để chuộc tội. Ừ, em cũng có suy nghĩ giống như anh vậy đó. Bây giờ em chỉ mong chúng kết nối cho Tài qua gặp Nguyệt là em mãn nguyện lắm rồi. Mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ờ, anh tới nơi rồi đó. Có hai tên gác cổng, cẩn thận nha. Dạ. Tao chưa thấy ai vô dụng như hai đứa tụi bay hết. Chắc hồi làm với con Hùng á, tụi bay chỉ ăn không ngồi rồi. Để cho cái đám đàn em đắc lực như thằng Lý, thằng Kiệt làm hết chứ gì. Hử? Phải. Đàn em của tao thằng nào cũng giỏi hết, như thằng A Lý với thằng Minh Dế. Hèn gì, sau khi tụi nó chết á, tụi bay như rắn mất đầu. Tụi bay là cái bọn chỉ tay năm ngón, mà bọn năm ngón á là phải có cái đầu. Tụi bay như ếch cù đã giết, tưởng ngon lắm hả? Bày đặt mơ mộng nữa. Ông nói gì vậy? Mày nít. Chết rồi, chết rồi. Tụi bay không cộng tác với tao được rồi. Một khi nó vô nhóm cường sói này rồi á, thì tụi bay cái gì cũng phải biết làm hết. Từ quét rác, dọn phòng, nấu cơm, bảo vệ và giao hàng. Không coi chừng lính của ông sẽ bỏ đi hết nếu như có người khác chiêu dụ đó. Mày nói cái gì? Nhưng bây giờ tụi tao cần mày. Dạ, anh tìm em. Mày đã tìm được chỗ trao đổi con tin chưa? Dạ rồi anh. Tốt. Đưa hai ông này đi ăn rồi đưa về chỗ của mấy ông đi. Khoan đã, tao có chuyện muốn nói với mày. Nói. Nè, còn thằng này đó. Thằng này thì sao? Tao muốn nói chuyện riêng với đại ca của mày. Không sao, nó là tai mắt của tao. Tao không muốn mày có mặt ở đây. Không sao đâu. Tùy mày. Đồ đi, đừng sợ. Nhanh lên, đi. Đi con.
Nhanh lên. Có kẻ đột nhập. Chạy, nhanh lên. Alo, đưa hai người này rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi, ok, nhanh lên. Đi đi, phía bên này nè, lại lên. Đi, chạy đi, nhanh lên. Cô mẹ mày, dám coi thường anh em tụi tao, hôm nay tao cho mày chết. Đại ca, chạy đại ca. Cô mẹ mày, bắt thằng Cường lại đi. Cuồng lắm, mày trung thành gì dữ vậy? Đứng lại! Bắt nó cho tao! Bắt nó lại! Bắt nó lại! Bắt nó lại! Sao mày không bắt nó lại? Nó chạy nhanh như vậy làm sao mà đuổi theo kịp? Mà có cần phải truy cùng giết tận như vậy không? Thằng Cường bọn còn sống, nó cho người truy sát mình đó. Được rồi, bây giờ mày tập hợp tất cả các đàn em, giết nó cho tao, giết luôn cả đàn em của nó. Được rồi. Hoàng đã, mày cứu thằng nhóc chưa? Cứu được rồi, tại trên xe có A Lũ đó. Tốt, nhanh lên. Nè, con nhớ lát nữa con không được kể chuyện đã xảy ra cho ai nghe hết nghe chưa? Sao vậy mẹ? Đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. Chuyện cũng rối rắm lắm, mẹ cũng không có hiểu hết được. Nhưng mà nói chung, ai có hỏi gì thì mình cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi nhưng mới trả lời. Sao cái chú kia cứu mình nói là mình không được nói cho ai biết là chú cứu mình? Chuyện đó con không cần biết. Con chỉ cần biết là chú đã cứu mình thì mình chỉ thực hiện lời hứa với chú thôi, hiểu không? Vậy là con không cần nói gì hết là xong phải không mẹ? Cứ im lặng thôi. Hả? Dạ. Bảo, con có sao không Bảo? Có ai làm con bị thương không? Có sao không con? Hả? Dạ xin phép bà, xin phép ông cho tôi đưa cậu chủ đi nghỉ. Sao rồi? Mọi chuyện tốt đẹp hết chứ? Tốt, nhưng mà hôm nay sắp tới ngày chuyển tiền lương cho anh em đó. Được, em chuyển tiền như cũ nha. Dạ. Nhưng mà đàn em của mình còn đủ hết chứ? Tôi đã lọc bớt danh sách rồi, có gì tôi sẽ đưa cho bà. Ừ, tốt. Xin lỗi nha, nhà tôi mấy bữa bị công an kiểm soát ban đêm, thành ra phải lánh đi mấy ngày, không kịp báo với anh em. Ở đây cũng không có gì. Thôi bỏ đi, bây giờ vô chuyện chính đi. Nhưng trước khi vô chuyện chính, tôi cần xác định là mối quan hệ của chúng ta đã tốt đẹp chưa.
Rồi. Vậy tốt. Cái chuyện móc nối với Trùm Long liên lạc tới đâu rồi? Thì khi nào muốn gặp tôi sẽ gọi điện gặp trực tiếp. Được. Vậy thì tuần sau đi. Tại sao là tuần sau? Không làm liền bây giờ đi. Việc trước mắt bây giờ là phải triệt hạ băng đảng của Cường Soái. Cứ để nó đâm thoạt hoài, không thể nào làm việc tốt với Trùm Long được. Ông nói cũng phải. Đây là cái việc mà tôi bảo mấy ông làm từ trước, nhưng mà ông cứ chần chừ không làm. Bây giờ để nó tay quen như vậy. Biết rồi, biết rồi. Tụi tôi làm liền được chưa? Không đêm nổi được. Cạn nó sợ ngay trán tôi mà. Có gì đâu bận thận như vậy. Ơn thay mẹ. Đang cận kề cái chết, nghe cái đục né qua sượt cái trán, tao giả chết cho chắc ăn. Hên thì có, tại mấy ông kia dí theo ông Cường á mới thoát chết được. Chứ mấy bình thường mấy ông quay lại cho mấy phát ân huệ là chết ngắt luôn á. Vậy mà ông Vĩnh còn khen tao trung thành đó mày. Thì đúng rồi, tại ông toàn gặp mấy thứ phản phúc không à. Thì mấy ông ở làm sao thì mới gặp tụi đàn em vậy chứ. Ông nói bậy rồi. Có nhiều người á tốt với tụi đàn em lắm mà cũng bị phản phúc à. Vậy là kiếp trước á mấy ông đối xử tệ với đàn em, bây giờ trả nghiệp thôi. Vậy thì theo mày á là ông Cường đang hưởng phúc hay là trả nghiệp cho mày vậy? Tao đang trả nợ đời cho ổng thì có. Mày thấy đó, cả đời ổng làm bậy, cuối cùng tao gánh không. Chán thiệt. Trời ơi, cái gì vậy anh Kiệt? Mày vẫn chưa chết à? Tao tưởng mày bị xử luôn rồi chứ. Mày không mau theo tao, nhanh lên. Đi đi đi. Đi lẹ cha. Cha chưa chết mà cha đứng lại lát hồi mới chết nè. Lẹ lên cha ơi, lẹ tôi nè. Nhanh lên. Chị ở bên đây. Nhanh lên. Cửa. Ê, giờ sao? Để tao cầm lấy. Nhanh lên. Hơi quá, có chiếc xe. Lên 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 lên. Lên lên. Dạ, dạ chào anh. Chào anh. Đi ra ngoài, đừng cho ai vô đây nghe chưa. Dạ dạ. Dịch dáng vẻ của mày lấy lại được phong độ của ông Trùm rồi đó. Đặt nhạc đi. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Dạ dạ. Đi chơi đi. Dạ. Nhìn con cơm lắm đó, không có thua gì mấy con gậy cũ của ông Lâm đâu. Đương nhiên rồi, vợ bé thằng Cường Sói mà, sao thua mấy con bộ của thằng anh háo sắc của mày được.
Ông nói đúng đó. Vô vấn đề chính đi. Em nè, em tên gì vậy? Tôi tên Mỹ Lệ. Mỹ Lệ hả? Không xong rồi. Cô em có biết là mấy người mà có chữ Mỹ trong cái tên á đều khổ vì tình không? Có lẽ tôi may mắn không rơi vào trường hợp như vậy. Ồ. Nhưng mà hôm nay lời nói của anh linh nghiệm lắm đó. Anh muốn cái gì? Nói cho anh biết, thằng Cường Sói có bao nhiêu chỗ làm ăn giống như vậy hả? Làm sao mà tôi biết được? Còn vợ cả của thằng Cường Sói đang khỏe mạnh, tự nhiên ngã đụng ra chết. Đúng rồi đó, tự nhiên lăn đùng ra chết đó. Nhưng mối làm ăn của nó em không biết thì ai biết đây hả? Tôi đã nói là tôi không biết. Vậy cô em biết cái này không? Định nhỏ nhẹ với cô em thôi, nhưng mà thấy cô em có vẻ cứng đầu quá cho nên tao đổ trò chơi cảnh giác mạnh hơn được không hả? Mấy người, mấy người muốn làm gì tôi? Em nghĩ tụi anh muốn cái gì hả? Những gì tôi biết tôi đã khai hết rồi, sao không thả tôi ra? Mấy người còn muốn gì nữa chứ? Hay là thả cho nó về đi. Chuyện của mấy ông xong rồi, cứ để nó đây. Đi về đi. Xui cho cô em rồi, tôi đi nha. Ông ơi, ông cứu tôi với. Ông nên giữ lời hứa của mình đi chứ. Những gì tôi biết tôi đã làm theo ông hết rồi mà. Ông cứu tôi với. Tôi xin ông cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mày còn đứng đó làm gì? Ông cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi đi mà. Tưởng nó ngon lắm. Cũng chỉ ăn hiếp một con đàn bà thôi. Ông ơi. Bây giờ tôi đi lo dưới cảng của thằng Cường Sói. Còn ông, ông đi lo địa bàn gì đó của nó ở khu phố 13 đi. Ừ. Ok. Ông ơi, cứu tôi. Cứu tôi với. Ông ơi. Cứ giữ cái mặt đó. Đẹp. Có chuyện gì nữa? Ông còn liên lạc với tôi làm gì? À hai, mày nhất định phản tao sao? Tôi xin lỗi. Thấy lướt lại rồi ông còn líu kéo tôi làm gì? Mày tưởng mày có thể thay thế thằng Trương Hùng điều hành tất cả mọi thứ à? Tôi không thể. Tôi biết là tôi không thể. Nhưng tôi chán làm việc với ông lắm rồi. Mày có ngon thì chống mắt lên coi. Còn bọn khách hàng của tao không để yên cho mày đâu. Chuyện này tôi lại càng xin lỗi. Tôi là muốn dành số tiền này để nghỉ hưu, không còn dính dáng gì tới giang hồ, càng không liên quan gì tới ông chủ Trương Hùng. Mày, mày giỏi lắm. Để coi bọn sát thủ của tao lấy cái đầu của mày mất bao nhiêu thời gian nghe. Xin lỗi, tôi có một lời khuyên chân thành lỗi với ông. Ông lên lấy dành số tiền mà ông trả cho tụi sát thủ, lo cho cái thân ông liền. Tôi nghĩ là tiền bạc của ông bây giờ không lũ cho ông sống thoải mái lúc về già lâu. Được. Vậy thì mày lo sống những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mày đi. Thằng chúa,
Dừng lại đi mà. Tại sao phải dừng lại? Tôi làm gì đâu mà ông đánh tôi chứ. Cái gì thằng Tương? Nói gì thằng Tương sói của mày? Cho nên giờ phút này tao phải chịu nông nổi như vậy nè. Ông nên nhớ, ông còn mang ơn anh đó. Ông Trương Hùng. Mày, mày mới kêu tên tao là gì? Trương Hùng. Trương Hùng? Sao mày biết tên đó? Tôi nghe ông tự xưng. Như ông trong điện thoại, ông là Trương Hùng. Vậy là mày xui rồi. Mày xui lắm rồi con. Mày biết tao là Trương Hùng. Mày xui vì mày biết tao là Trương Hùng. Mày biết tao mày xui thôi. Cứng đầu hả mày? Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Mày gan lắm mà. Tao nói đứng lên. Tao kêu đứng lên. Mày đứng lên. Mày ghét tao lắm hả? Mày nói đi. Mày ghét tao lắm hả? Mày nghĩ sao cũng được. Tao muốn nói cho mày biết. Trước đây tao đã từng là một con người rất tốt. Nè, hai đứa bay nghĩ coi nó sẽ hay sao. Chắc vui lắm ha. Ông nghĩ sao? Lần này nó bồng dọc chắc luôn. Ông nghe, ông mát lắm đó. Cái gì? Nhưng mà tôi thích. Tao nghĩ chắc vui lắm. Ê. Ê. Trời đất ơi, mày làm gì mặt mày té tua vậy? Ê, chúng vô bụi tre hả? Sao mặt mày trầy tùm lum hết vậy? Vì lấy hàng của ông Trơn. Bị tụi nó đánh. Cái gì? Thua mẹ nó rồi. Mày. Ê, mày lấy hàng thằng Trơn? Ừ. Nó dám lấy hàng thằng Trơn kìa. Mày có lộn không vậy? Mày có biết á, là ông Trơn là em của thằng Quân ở phường 12 đó. Rồi cái gì mà đại ca phường 15 đó. Mày ngu quá, đúng là mày ngu thiệt á. Mày bị đánh là đúng rồi, cướp hàng thằng Trơn chứ cho bị đánh. Ủa sao nó nói hàng mình bị đánh cắp? Lâm. Cái gì? Mày xúi nó hả? Ê, ê, ê. Công nhận cho, mày cũng gan lắm á. Nè, tao nói lẽ ra số hàng đó là của mình. Và nếu như mình có số hàng đó, ông già sao vui lắm. Tao chỉ nói vậy thôi, chứ tao đâu có kêu mày đi cướp hàng của người ta. Vậy là mày bị tổ trác rồi. Tự nhiên tà lanh tà lẹt đi làm chi vậy? Bị ráng chịu đi con. Phải rồi, tao chỉ nói thôi mà. Mày muốn lập công với cha, cho nên mới xảy ra chuyện đó. Nói gì tao? Đáng đời mày. Nè, chuyện tao giao cho mày tuyển chọn và đào tạo mấy thằng khuôn giác ở cạn bốn, mày làm chưa? Ờ, vụ đó chưa làm phải không? Chưa làm mà đi làm cái chuyện tào lao. Tao về tao mét cha nè. Thôi, để 2-3 ngày nữa em làm. Cái gì? Đừng mét cha. Ê, tao cho nó 3 bữa rồi kìa, mà nó kêu 2-3 bữa nữa. Bây giờ không mét thì khi nào mới mét? Thôi 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 thôi. Từ từ, muốn mét gì á thì cũng phải đợi cho nó cho nó đi tắm đi. Nhìn mặt mày, công nhận thiên gốm thiệt á. Nhìn thiên gốm thiệt á. Thôi, tao không nói giống mày đâu. Được rồi, đi đi. Thôi đi tắm đi. Mày đi tắm đó, tụi tao có dơ đâu mà tắm. Công nhận ngu thiệt. Bị ức hiếp nhiều đâu có nghĩa là ông phải trở thành một người ác. Mày không biết gì hết. Tao đã từng làm biết bao nhiêu công sức cho nhà đó.
đổ xương đổ máu cho căn nhà đó, nhưng không được cha con nó công nhận. Mày hiểu không? Vậy rồi ông ôm lòng thù hận quán trách họ tới giờ sao? Đúng, tao thù, tao hận, tao quán trách ba cha con nhà nó. Nhưng dù sao thì ba thằng đó vẫn là anh em của tao, nó vẫn còn đang làm việc có lợi cho tao. Còn thằng Cường nhà mày thì sao? Tôi cấm ông không được nói xấu anh. Cái gì? Mày nói gì? Mày thần tượng nó hả? Hả? Ông không đủ tư cách để nhận xét với anh. Mày nói cái gì? Hả? Ông đừng lấy dạ tiểu nhân mà nói lòng người quân tử. Mày nói sao? Mày nói nó là quân tử hả? Hả? Phải. Tập thơ là một kẻ gian, nhưng cũng được coi là một anh hùng. Cường số nhà tôi cũng như vậy. Mày nói gì? Mày thần tượng nó hả? Hả? Ông không đủ tư cách để nhận xét với anh. Mày nói cái gì? Hả? Ông đừng lấy dạ tiểu nhân mà nói lòng người quân tử. Mày nói sao? Mày nói nó là quân tử hả? Hả? Phải. Tập thơ là một kẻ gian, nhưng cũng được coi là một anh hùng. Cường số nhà tôi cũng như vậy. Mày đứng lên cho tao. Tao thích mày. Tao thích mày rồi đó con điên. Tao thấy mày càng ngày càng giống tao, giống tao ở mức độ điên. Mày nói gì? Mày so sánh thằng Cường sói với Tào Tháo hả? Mày nói đúng. Mày nói đúng. Tào Tháo là một tiểu nhân, nhưng con người vẫn gọi là anh hùng. Còn thằng Cường sói của mày là một tiểu nhân, nhưng người ta gọi là thằng Cường chó. Mày hiểu không? Thằng Cường chó. Mày thần tưởng nó hả con điên? Hả? Mày thần tưởng nó hả? Ông nói sao thì từ thì nói cho ông biết, còn lâu ông mới có đủ tư cách nhận xét anh. Mày nói sao? Con điên. Mày nói gì? Mày nói tao không đủ tư cách để nhận xét nó hả? Hả? Mày nói đúng. Ai cũng có quyền nhận xét người khác, ai cũng có quyền nói người khác tốt hay xấu. Nhưng cái cảm nhận đó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái bản chất của con người mình nè. Mày thần tượng nó đúng không? Hả? Mày thần tượng nó đúng không? Tôi tin chồng tôi là một quân tử, không phải là hạng tiểu nhân tráo trở như ông. Bây giờ tao có nói tới sáng mày cũng không hiểu được đâu. Mày chỉ cần biết một điều là những ai trải qua tuổi thơ cơ cực như tao thì mới hiểu được vấn đề này thôi. Đâu phải ai trải qua tuổi thơ cơ cực cũng người xấu xa hết đâu. Mày không có quyền nói như vậy. Mày không có quyền nói như vậy. Không đúng. Mày do ông tự lựa chọn thôi. Không. Tại vì quá khứ đen tối đã biến một đứa trẻ thông minh lanh lợi trở thành một kẻ giết người máu lạnh như vậy. Thành một cỗ máy giết người, mày biết không? Mày biết không? Không phải tại tao. Tao không muốn gì vậy đâu. Tao không muốn. Nhưng mà tại họ. Tại họ. Tại họ. Tại bà con họ. Tại dòng họ. Dòng họ nó đã đối xử với tao như vậy. Mày biết không? Sao mày chết? Tại sao mày chết sớm dữ vậy? Dạ, bà chủ cho gọi tôi. Cô ngồi xuống đi. Dạ, tôi có cần dọn dẹp nhà kho không? Không cần.
tôi sẽ thuê người khác lo. Hay quá, vụ lần trước tôi ám ảnh tới mấy tuần liền, cứ phải lên chùa để mà gian dái hoài à. Ăn nói bậy bạ gì đó, chúng tôi sẽ thịt động vật cho cá sấu ăn, không phải máu người gì đâu. Dạ tôi biết. Thật ra là tôi muốn cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nữa hả bà? Phải, phải luôn trong tư thế chuẩn bị, có động tình là đi liền. Hay là, hay bà cho tôi xin về quê nha. Cô muốn cả dòng họ cô chết hết vì liên quan tới cô hả? Không đâu, tôi nghĩ là tụi giang hồ không có biết họ hẹn tôi ở đâu đâu. Cô khờ quá đi, có cái gì mà tụi nó không truy ra chứ. Trời ơi, vậy, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Cô bình tĩnh lại đi. Tôi muốn cô luôn ở bên cạnh tôi để bảo vệ bé Bảo. Dạ, tôi hết lòng với bé Bảo mà. Nhưng mà cứ trốn chạy kiểu này cũng không thể gọi là sống được. Dạ. Alo. Thằng Hùng đâu? Anh không coi đây. Nói láo, kêu nó ra gặp tao. Nếu mà nó động tới một sợi tóc của vợ tao, nó sẽ chết chắc, chết chắc. Anh Hùng nhắn với ông á, phải kết nối cho anh Hùng gặp ông Trùm Long. Cho tao gặp vợ tao. Ông phải kết nối cho anh Hùng gặp ông Trùm Long, rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp. Tôi nói rõ rồi đó. Cuối cùng thì Trương Hùng đang ở đâu? Theo như cách nói của bà Hồng thì chắc là đang ở đâu đó trong biệt thự của bà. Không thể nào. Nhân dịp bắt băng đảng xài hàng nóng hôm bữa, tôi cũng đã cho anh em rà soát rất kỹ căn nhà, tuy nhiên không có dấu vết gì của Trương Hùng. Hay là họ có căn hầm bí mật nào? Tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này và cho anh em rà soát từng cm đất ở đó, nhưng mà kết quả là không có. Nếu như vậy thì vai trò của Trí Tài bây giờ là gì? Chắc hẳn là không có gram nào rồi. Dù gì đi nữa thì mình cũng phải đề xuất với cấp trên để có biện pháp hạn chế và quản thúc sự đi lại của nhân vật Trí Tài này. Bên cảnh sát kinh tế đang làm hồ sơ để xin lệnh mới cho chuyện này đó. Ủa Lâm, đang nghĩ gì vậy? Không biết bây giờ anh Kiệt đang làm gì. Hy vọng là anh có nhiều thông tin hơn mình. Hy vọng là vậy. Anh đừng quá tin tưởng vào nguồn tin của em. Vậy thì anh còn biết trông chờ vào ai đi? Thật tình em không nghĩ là bà Hồng có gian díu với ông Hùng đâu. Bởi vì chuyện vợ chồng của bà vẫn thân thiết như trước, không hề có xung đột nào cả. Lý tưởng vậy sao? Em cũng nể thật đó, già rồi mà cứ như thời mới cưới vậy đó. Nhưng bà Hồng thường xuyên gọi điện thoại cho ông Hùng chứ? Mọi chuyện bà Hồng làm dưới sự chỉ đạo của ông Hùng. Em cũng không biết được là họ làm cách nào mà họ liên lạc được với nhau. Phòng xử lý thông tin do thám của chúng ta đã kết nối tất cả máy vi tính đang sử dụng trong nhà của bà Hồng, kể cả những thiết bị hỗ trợ như iPhone, iPad. Nhưng mà đôi vợ chồng đó đổi số điện thoại liên tục. Cho dù chúng có dùng SIM nước ngoài, từ bây giờ chỉ cần chúng ở đây không ra nước ngoài, chúng ta vẫn có thể bắt được tín hiệu và ghi âm tất cả cuộc điện thoại của chúng. Trời ơi, vậy sao từ bữa giờ anh không dùng cách đó giùm cho em? Anh chỉ mới xin hỗ trợ của cục an ninh trong thời gian gần đây thôi. Vậy là chuyên án của mình sắp tới hồi kết rồi hả anh? Vẫn chưa, anh vẫn chưa thấy tên Trương Hùng lộ diện. Nếu vậy anh phải mạnh tay với thằng Trí Tài để xem Trương Hùng phản ứng như thế nào. Anh phải nhờ công an kinh tế hỗ trợ. Vậy sao anh không kêu bắt luôn đi? Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà lấy cớ gì đây? Mặc dù vậy, anh muốn hắn đi sai một tí để lấy cớ phong tỏa tất cả tài sản và tìm cớ bắt khẩn cấp tên doanh nhân Trí Tài. Còn tên Vĩnh, tên Hào, anh đủ lý do và bằng chứng muốn bắt lúc nào cũng được. Không không, hai thằng đó anh cứ để yên đó, đừng có bắt vội. Để cho nó diễn xong vở kịch giới thiệu Trùm Long với Trương Hùng cái đã, lúc đó mình tính tiếp. Công nhận nha,
Ông Lâm á, ông biết hưởng thụ thiệt. Nhà ổng bước vô thoải mái quá, muốn ở hoài luôn đó. Còn nhà của mày dùng để mở casino thì mới đúng. Ông đang chăm chọc tôi đó hả? Tao nói sự thật mà, chỉ tội cho thằng Lâm. Có nhà như vậy mà không được về. Còn tôi thì sao? Về bên kia không biết ông Hùng hay là thằng Cường Sói lúc nào xin máu của tôi nữa kìa. Bây giờ ngồi đây, tao cứ tưởng những chuyện vừa xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy đó. Mơ con mẹ gì. Máu mè lấm lem hết rồi. Tối tối nhắm mắt lại cảm thấy rùng mình, mở mắt ra giữ được cái mạng sống là may lắm rồi đó. Tao chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi. Từ nay về sau tụi mình phải làm gì cho thằng Hùng giống như ngày xưa. Nè. Ừ? Thằng Kiệt có tin gì cho ông không? Cái vụ ông Trùm Long đó hả? Nói gì tôi đó? Nè, sao nó vô đây được vậy? Tao nhấn mật mã cho nó mở cửa đó. Ngày mai đổi bát đi là vừa rồi. Làm gì mà đa nghi vậy cha nội? Cũng phải thôi. Mày cũng biết mày từng là thằng chiếc thuê mà đúng không? Ngồi đi. Có tin quan trọng đây. Bà Nguyệt nói là sẽ xếp cho ông Hùng với ông Long gặp nhau vào thứ hai tới đây. Cái gì mà nhanh vậy? Thì đúng rồi, ông mới từ Thái về mà, bà muốn lập công trước, cho nên mình phải hành động đi. Tốt lắm. Mày muốn tao thưởng cái gì cho mày đây? Gia vợ chồng bà Hồng ổng tài cho tôi. Sao? Mấy ông đã làm việc trực tiếp với ông Hùng rồi thì vợ chồng kia có liên quan gì? Tao biết, nhưng mà... Ok, tao hứa. Nhưng chờ tao sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đi. Chờ tao lấy lòng vợ chồng thằng Hùng trước đã. Bây giờ vợ chồng nó giống như cá nằm trên thớt, trong tầm tay của mày rồi còn gì nữa. Ông nói đúng đó. Ráng chờ đi, chờ vài bữa nữa thôi. Ừ? Cái gì? Rồi rồi, biết rồi. Muốn trực tiếp gặp mặt Trùm Long mà còn khuya. Ông thấy rồi đó, con vợ bé của ông á, nó qua mặt ông, nó muốn mượn danh của ông để làm ăn với cái đám bên kia. Chuyện này tôi vẫn muốn dò xét lại để cho chắc ăn. Dò xét cái gì nữa? Thông tin chính xác rành rành rồi. Tao nghe nói con Nguyệt đang bị bà Hai kiếm chuyện, làm nó chạy trốn té tát. Tao định kỳ này về, tao đem cái chuyện này ra để xem là cái cách tề gia. Theo tôi, ông không cần phải làm như vậy, vì nó đã mượn danh của ông đi buôn chuyến lớn rồi. Thật ra là con Nguyệt, nó muốn lập công với tao thôi. Nó muốn chứng tỏ nó giỏi hơn bà Hai, cho nên nó mới làm như vậy. Nhưng mà, như ông nói đó, nó bị bà Hai đàn áp, bây giờ nó sống sót đã là một kỳ tích rồi. Phải. Chính vì vậy mà tao nghi ngờ có kẻ đứng sau lưng nó dàn dựng màn kịch này. Chết rồi. Vậy thì bây giờ ông tính sao? Dù sao thì bây giờ tao vẫn muốn gặp mặt thằng Hùng cái đã. Tôi có thể đưa tất cả bản danh sách khách hàng của thằng Hùng cho ông. Vậy ông muốn gặp nó để làm gì? Tao nói chuyện này, mày đừng có nghĩ là tao chê đệ tử của mày. Ông cứ nói. Quả thật là bí kíp sản xuất thuốc linh hoạt và năng suất cao của thằng Hùng trước đây nó từng làm. Bây giờ tao rất muốn có thứ thuốc đó. Ý ông muốn dụ nó giao tất cả mọi thứ cho ông sao? Sòng phẳng thôi. Giá trị của thằng đó bây giờ chỉ là chuyện đó thôi. Còn tiền bạc và thế lực, tất cả đã lung lay rồi. Vậy thì còn tay chân của nó ở nước ngoài thì sao? Chuyện đó thì tao tự tìm thông tin mà lo liệu. Mày chỉ biết đến đây là được rồi. Ok. Ok. Cười con mẹ gì mà mãn nguyện vậy hả? Tôi
đang nghĩ tới cái cảnh thằng Trương Hùng đang ngã gục trước mặt tôi. Dẹp, lo cái chuyện thực tế đi, mỗi ngày mơ mộng. Ông yên tâm đi, tất cả giấc mơ của tôi sẽ biến thành sự thật. Tôi nhắc lại, chúng tôi không cần ông liên lạc giúp nữa, mọi chuyện chúng tôi lo liệu được. Vậy còn Mỹ Lệ thì sao? Cho tôi gặp nó. Chuyện này... Sao hả? Tụi bay không chịu thả người à? Tao đã cho nó nằm yên trong bụng cá sấu rồi, là bài học cho mày đó. Mày dám phản lại tao hả thằng cường chó? Alo, alo, mẹ nó, mẹ nó, tụi bay đâu? Dạ, dạ đại ca kêu em. Tao sẽ đưa mày một lá thư, mày về Sài Gòn ngay cho tao. Gửi cho ai anh? Cho thằng cảnh sát bị nổ bom mà không chết do thằng khùng đó. Ông Mạnh, sao mày biết? Chuyện đó lên báo rồi mà, ai cũng nói là ba anh em nhỏ Trương làm chuyện đó. Mày cứ gửi nó cho tao. Anh ơi, có bom không anh? Mày giữ mặt hả? Tao kêu làm thì làm, không được khỏi. Em biết ở trong có bom hay không để còn đề phòng nữa chứ. Tuyệt mật, không gây cháy nổ cho mày. Nhưng phải gửi tận tay cho bảo vệ ở đồn cảnh sát. Thư nặc danh. Đúng. Dạ, em đi liền. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Nè, gắn con chip này xuống bàn. Dạ. Kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ. Cô đừng nên lo lắng quá, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát mà. Tôi không biết tại sao hôm nay trong người của tôi thật là khó chịu, mà mỗi lần tôi nóng ruột như vậy á, thế nào cũng có chuyện gì xảy ra. Cô đừng có mê tín quá như vậy chứ. Tôi cũng hy vọng là như vậy đó. Sao con mày báo động gì hết vậy? Anh Long, anh Long, anh Long mà người của mình đó, anh Long. Anh Long mà, bình tĩnh lại đi. Bằng cửa sao? Anh bình tĩnh lại đi. Tại sao bây giờ anh mới về? Em tưởng cả đời này á, em không còn gặp anh nữa. Mua lại bài ra cái trò này đúng không? Anh, tại sao cô dám mạo danh tôi để đi lừa gạt người khác hả? Anh nói như vậy là oan cho em quá rồi. Nếu mà em không làm như vậy á, thì anh có đích thân đến đây để gặp em không? Hay là anh muốn em bị người ta giết chết mất xác sau lưng của anh? Nè, bỏ xuống xuống đi, người nhà không hả? Bỏ xuống xuống. Dạ, dạ. Người nhà mà đừng có làm như vậy nữa. Dạ. Ngồi dậy, ngồi dậy. Rót rượu mau lên, mau lên. Anh uống miếng rượu đi, cho hạ quả. Rồi từ từ đó, em kể cho anh nghe, rồi anh hiểu cho em. Bọn này là ai vậy? Là lính đánh thuê bên kia em mướn về để bảo vệ cho em. Em nói là anh trả tiền cho họ rất là nhiều. Rồi em chưa trả tiền cho tụi nó, đúng không? Thì tiền đâu em trả. Em định bắt mối với Trương Hùng xong rồi em đi gặp anh, lúc đó trả tiền cho họ. Thôi 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 thôi, lấy tiền trả mọi chi phí ăn ở xe cộ cho tụi nó, rồi cho tụi nó về đi. Anh à, không có tụi nó thì ai bảo vệ cho em đây? Anh muốn em chết hả? Cái đó để lo. Mà nè, từ ra sắp tới nghe chưa, không được mạo danh tôi để đi lừa lọc người khác nghe chưa, nhớ chưa? Em đâu có mạo danh anh đi lừa lọc ai đâu, em muốn tốt cho anh thôi mà. Còn dám nói nữa hả? Còn tụi bay nữa, còn dám đứng đó hả? Biến đi, đi đi về khách sạn đi, tôi thanh toán tiền sau. Dạ. Đi đi đi. Thôi mà anh đừng có giận nữa. Cái gì mà giận dữ vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Nè, tôi chỉ hỗ trợ phòng ốc thôi nha, không cho quay cảnh đánh chặn quay chưa. Anh tránh ra, chúng tôi sẽ đền bù nếu có thiệt hại.
Anh tâm đi, không sao đâu. Vậy không đánh lộn phải không? Nãy giờ tụi tôi giỡn thôi mà, không có chuyện gì đâu. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, vậy tôi yên tâm rồi. Tất cả về vị trí. Suýt nữa thì em đứng tim. Anh xin lỗi, bọn chúng đến bảo vệ cửa sau của casino, đi vào nhanh quá, bọn anh trở tay không kịp. May mà cô Nguyệt nhanh trí, rồi bọn chúng không phát hiện gì. Còn về chuyện hẹn với tên Trương Hùng thì sao? Hắn tới chưa anh? Chưa. Dù bà Hồng khẳng định qua điện thoại đích thân tên Trương Hùng gặp tên Long, mà bây giờ chỉ có vợ chồng bà ra mặt. Mọi chuyện đã bị lộ, không biết là tên Long sẽ xử trí như thế nào. Hải Phương, cô còn ở đây hả? Tôi tưởng cô sợ quá, cô chạy mất dép rồi chứ. Sao, mọi chuyện ổn chứ? Lần này không còn cơ hội để lập công đá đít cô mụ kia. Nhưng mà hai người yên tâm đi, tôi sẽ giúp hai người bắt được Trương Hùng. Tại sao vậy? Tại vì tôi cần hai người chống lưng cho tôi chứ. Tôi đây nè, thân cô thế cô, con mẹ kia làm sao tha thứ cho tôi được. Tên Long tin tưởng cô lắm hả? Không, nhưng mà tôi biết là ổng đang muốn làm ăn với Trương Hùng. Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà tôi có một điều kiện nghe. Điều kiện gì? Chuyện bố Ráp bắt người lần tới, tôi muốn hai người phối hợp nhau thả ông Long ra để tôi cứu ổng. Là sao? Ý cô là Trương Hùng sẽ gặp ông Long à? Phải. Tối nay ông Long vẫn muốn gặp ông Hùng. Tôi đã cho người báo cho bà Hồng biết rồi. Nếu tối nay cảnh sát mai phục thì hai người phải phối hợp giúp tôi cứu ông Long ra. Tôi hiểu rồi. Cô muốn ông Long nhớ ơn cứu mạng của cô chứ gì? Cô đúng là thông minh. Được, chúng tôi hứa. Nhưng còn cái chuyện tên Bai Đàn Lạc trong lúc cấp bách. Chuyện đó ngoài ý muốn, coi như là mình hên xui đi. Được, vậy hẹn gặp sau. Cô mấy cái vali làm ăn lâu lắc vậy? Anh, đừng quá căng thẳng mà anh. Em nghĩ kế hoạch của mình lần này có thành công hay không? Lúc nãy em nói với Lý Nông Long rồi, em nghĩ chắc ông chịu. Vậy mà ông hẹn mình tối nay gặp mặt. Bây giờ mình thay đổi ngày giờ địa điểm. Anh sợ ông phiền. Muốn cái gì thì cũng phải kiên nhẫn. Nếu ông Long muốn làm việc với anh thì ông phải chờ. Chứ mà muốn làm ăn hấp tấp, ăn sỏi ở thì em nghĩ anh đừng tiếc và tốn thời gian về mối quan hệ này. Em nói cũng đúng. Bây giờ mà anh cứ hấp tấp thì Trùm Long cũng nghĩ anh giống như thằng phượt chó kia thôi. Muốn làm ăn với Trương Hùng này thì cũng phải có cái giá của nó, đúng không? Anh biết sao không? Em nghĩ Trùm Long làm việc với Cường Sói theo kiểu là chủ tớ chứ không phải đối tác đâu, anh yên tâm. Nói tụi nó cho đồ lên xe nhanh lên. Dạ. Sao chỉ có một mình bả vậy? Mày là ai? Hả? Tại sao mày có súng? Tôi chỉ làm thuê thôi. Ai thuê mày? Ai thuê mày? Thuê người ta thuê tôi làm. Mày ngoan cố hả? Mày có tin tao bắn bẫy đâu mày không? Nói, ai thuê mày? Có chuyện gì vậy anh? Thằng này nó... Mày... Thằng khốn bị lộ rồi, nó theo dõi mình. Vậy mình nhanh chóng rời khỏi đây. Đi mau anh. Đi mau. Đi nhanh. Đi đâu anh? Ra cửa khẩu biên giới. Mau lên. Dạ. Cái gì?
Tụi nó bỏ về hết rồi hả? Ừ. Lệ Tân nó mới báo cho tao nè. Cái gì kỳ vậy? Để tôi gọi cho nó coi. Khỏi gọi đi. Nó đổi xe hay khóa máy rồi. Tao gọi hoài mà không được. Mẹ nó. Nó tưởng nó lại định nắm hết phần chủ động hả? Thằng Hùng này khốn nạn thiệt. Bây giờ ông tính sao? Nó kêu tụi mình về trước đi. Khỏi cần nói chuyện với đám ông Long. Mọi chuyện cứ để tụi nó sắp xếp. Mẹ nó. Làm ăn cái kiểu gì vậy? Coi như là cái chuyến đi này của mình công cốc hết rồi. Tao nghĩ chắc nó ngửi được mùi gì đó không ổn rồi. Ê, có khi nào là cảnh sát đang theo dõi ông Trầm bên đây không? Cũng có thể. Mà thôi, cứ về nhà đi, gặp nó rồi tính. Ê, 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 đừng có giỡn mặt à. Cái gì về nhà? Hôm nay là tôi dịch chịu lắm rồi đó. Tôi định giao dịch xong là tôi chơi cho đã đó. Mày muốn xuống casino hả? Dĩ nhiên rồi. Ông nghĩ coi. Tự nhiên quăng nguyên con mèo vô cái kho mỡ rồi ông cho nó liếm miếng. Mày có thấy con nào mà thắng trở về chưa? Kệ nó. Để sao tôi chơi cho đã thôi. Đâu quan tâm. Thắng thua đâu có quan trọng đâu. Mày hết thuốc chữa rồi đó. Tôi nói thiệt với ông nha. Hôm nay á, lâu lắm rồi tôi không có vô casino chơi đó. Bây giờ tôi nhất định là phải chơi. Kệ mày. Mày muốn làm gì thì làm. Nhớ liệu cơm gấp mắm. Chưa tiền về nhà nữa đó. Biết rồi ông ơi. Tôi già cả rồi. Đâu phải con nít đâu mà cứ lo hoài vậy. Tôi mà chơi hết cái đống tiền này á, là tôi biết trong túi ông lúc nào cũng có thủ tiền hết. Đúng không? Tôi lấy luôn của ông á. Mày chưa tiền về xe đi. Tao còn về lo cho vợ con tao nữa. Cái gì chưa tiền? Ông mới là chừa tiền cho tôi đó. Tôi đi chơi à. Cho em gửi bức thư cho Lê Mạnh. Ừ, để đây. Tôi đó mới làm gì vậy? Anh ta vừa gửi thư cho Lê Mạnh. Alo anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Anh nghe. Em mới vừa đi ngang phòng bảo vệ, em thấy có một tên tình nghi tới đưa một bao thơ. Và tên của người nhận đó chính là anh. Vậy sao? Dạ, em nghĩ là nhân viên của anh sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà em có cảm giác chuyện này không có đơn giản đâu. Anh sẽ điện thoại về trực ban. Em tới nhận thư và đọc cho anh. Có lẽ mất vài ngày nữa anh mới trở về. Dạ. Trưng. Anh ơi, đây là danh sách khách hàng của Trương Hùng ở nước ngoài. Vậy à? Em đọc qua thì chắc có thể tin tưởng được. Vì trong mấy tên này có vài tên cũng nằm trong tầm ngắm của Interpol. Chắc là của Cường Sói. Lần trước anh nghe kiệt báo Cường Sói có một bản danh sách của Trương Hùng. Còn một chuyện quan trọng nữa là... Là chuyện gì vậy? Hắn còn ghi thêm một câu. Ghi cái gì? Hắn ghi là trí tài chính là Trương Hùng. Hả? Em nói cái gì? Nguyên văn của câu đó là Trương Hùng là trí tài. Có chuyện gì vậy anh? Dạ báo cáo anh, vợ chồng trí tài đã đi về rồi. Là sao? Sao mày cứ coi tờ giấy đó hoài vậy? Làm gì có. Có mà. Con thấy suốt ngày mày cứ coi tờ giấy đó hoài à. Chỉ có ba chữ thôi: anh yêu em. Con hư quá nha. Con dám đọc lén thư của mẹ hả?
Con đâu có đọc lén. Có một lần mẹ để nó trên bàn để đi tắm, con thấy nó rớt xuống đất, con lụm lên, vô tình thấy thôi à. Con đó lý sử giỏi quá, không có ai cãi lại con hết á. Mẹ, mẹ chở con đi gặp chú Hải nha. Bữa nay có vụ này nữa hả? Bộ con muốn gặp chú Hải hả? Chứ mẹ không muốn gặp chú Hải hả? Đây. Mẹ biết là con lo cho mẹ, con muốn mẹ vui, nhưng mà không được đâu. Số phận mẹ con mình bây giờ phụ thuộc vào ông Tài với bà Hồng. Chị thì mình đi làm giấy tờ khác cũng được mà. Không phải chỉ vì họ giữ giấy tờ tùy thân của mình thôi, mà do mình còn phụ thuộc kinh tế của họ nữa. Nếu mà họ không đưa tiền á, thì làm sao mình sống được? Thì con với mẹ bán vé số, sống qua ngày cũng được mà. Bán vé số? Rồi một ngày phải bán được bao nhiêu tờ vé số thì mới đủ tiền để mà mua cao lương mỹ vị cho con ăn? Thì con sẽ ráng ăn đồ ăn nghèo khổ một chút. Một đứa trẻ đẻ bọc điều lúc nào cũng thích ăn ngon mặc đẹp như con thì làm sao sống một cuộc sống kham khổ lang bạc được chứ? Thì người ta làm được, con cũng làm được mà. Chứ ở đây chán quá. Chán cái gì mà chán. Thật ra mẹ lo nhất là bệnh tình của con đó. Nếu mà không có họ đưa tiền thì làm sao có tiền mua thuốc cho những căn bệnh nan y của con được. À, nhắc tới thuốc mới nhớ, tới giờ uống thuốc rồi, con phải uống thử cái loại thuốc mới cho của bác sĩ coi sao. Nếu mà không hợp thì nói bác sĩ, để bác sĩ đổi lại nữa nha. Dạ. Chào anh. Chào anh. Dạ anh công an, có chuyện gì không anh? Chúng tôi muốn gặp ông Tài. Dạ vợ chồng ổng đi cam chưa về, có gì không anh? Vậy ở đây ai chịu trách nhiệm? Là tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ trông coi. Từ lúc cái nhà này bị kiểm tra và bắt bọn côn đồ tới nay thì không ai trông coi hết á. Vậy khi nào họ về? Tôi cũng không biết nữa. Anh ơi, chở cậu Bảo đi bệnh viện nhanh lên. Trời ơi, cậu Bảo bị sao vậy? Sao công an lại đến đây? Họ kiểm ông Tài. Lẹ lên, lẹ lên. Nó bị sao vậy chị? Nó bị sốt thuốc, lẹ lên. Rồi, đi theo tôi ra xe. Bảo ơi, cố lên con. Ủa, họ đi rồi ai coi nhà? Ngon lắm kìa mày. Ngon. Ngon không? Con mẹ tụi mày, tụi mày đối xử khách hàng như vậy đó hả? Tao muốn về tiếp. Mẹ mày, mày có biết là mày đã chơi 2 ngày 2 đêm rồi không hả? Cái số tiền mà mày nợ tụi tao á, đem cân giấy nợ cũng hàng ký. Muốn chơi tiếp hả? Về nước lấy tiền đem qua đây trả nợ rồi chơi ha. Tao nói cho mày biết, tài sản nhà họ Trương tao, mua mấy cái sòng bài này cũng được đó kìa. Mày giàu quá ha, tao biết là mày giàu lắm, nhưng mà cái tiền của mày chỉ đủ đi trả nợ thôi, còn không đủ đi trả tiền lời 25% đâu. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả? Mẹ mày!
mẹ, cho mày chết nè. Lên. Tao nói cho mày biết, chưa có thằng nào đánh tao như vậy. Mà tao muốn yên cho đi đâu ra. Nghe chưa mày? Mày có muốn gì thì về nhà lấy tiền đem qua đây trả nợ đi. Mà mày còn tiền về xe không vậy? Hay là để tụi tao cho xe chở mày về nhà lấy tiền nha. Mày muốn chở tao về chứ gì? Muốn chở tao về lắm phải không? Ừ. Mẹ mày. Tụi mày có ngon chở tao về nước đi. Đàn em của tao lòng da tụi bay không còn gỗng lóc luôn. Ê mày, coi chừng thằng này là giang hồ thiệt đó. Khử nó luôn đi. Tụi mày làm cái gì vậy? Từ từ nói nha. Có gì tao trả tiền. Tụi mày làm cái gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Tụi mày đừng mơ. Tụi mày từ từ nói tao trả tiền cho. Tụi mày đừng có làm vậy. Tụi mày đừng mơ. Mày đừng xuống đây tao. Đừng xuống tao. Mày giết tụi nó. Tụi bay nhìn tao cái gì vậy? Bộ tức giận khi thấy tao chưa chết hả? Thôi đi, chuyện cũ bỏ hết đi. Đúng rồi đó, anh Kiệt nói đúng rồi đó. Ông cứu mạng ông coi như xí xó hết đi. Từ đây về sau á, tụi này không theo phe ai hết trơn á. Vậy tụi bay định đi tu hả? Không, chỉ làm dân thường thôi. Đúng rồi đó. Tụi bay mà giống ông Vĩnh nhà tao lắm rồi đó. Mẹ, giang hồ tay chân lấm lem máu hết rồi mà mày đặt đồ làm người thường. Thì bây giờ á, ông không truy sát tụi tôi nữa thì tụi tôi làm dân thường được thôi. Được rồi, tao hứa với tụi bay, nhà họ Trương á không đụng tới hai tụi bay nữa. Nhưng mà thằng Hải nè, mày coi chừng thằng Cường nữa nha. Sao? Định lấy về làm kỷ niệm hả? Ông muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng ông nợ tụi tôi một mạng đó. Tụi bay thay phiên nhau yêu sách tao hả? Không phải là yêu sách, mà nhờ có hai thằng đó cho nên tôi mới cứu được mạng ông đó. Mày muốn cái gì? Nói đi. Bây giờ tôi sẽ hỏi ông một chuyện. Nếu như ông không muốn trả lời thì chỉ cần gật đầu thôi cũng được. Được, hỏi đi. Trí tài có phải là Trương Hùng không?
có phải không? Bây giờ mày tính sao? Xử luôn. Không có ai tin Tài và đi qua đây từ sáng tới giờ cả. Tôi thấy ở đây các anh dán hình hai người đó như vậy. Nếu chúng có dùng passport khác thì cũng khó lòng mà lọt qua được. Đúng vậy, anh em ở đây rất đề cao cảnh giác. Nếu từ sáng giờ chúng chưa qua thì có thể tối đêm nay chúng sẽ qua. Để tôi đi một vòng nhắc nhở anh em trút trực, tuần tra cảnh giác hơn. Ừ, cảm ơn anh. Chào anh. Gặp anh sau. Cảm ơn anh. Anh à, có khi nào bọn chúng thấy bị động nên đã chuồn đường khác rồi không? Dù thế nào thì bọn chúng cũng phải trở về bên đây để thu dọn đồ đạc chứ. Ừ, anh nói cũng đúng. Cuối cùng rồi mình có qua bến được không anh? Để khuya chút đi rồi tính. Có thể là khuya chút thì tụi nó dễ sơ hở hơn. Hay là có gì bất thường ở bển không anh? Thực tình thì anh cũng không biết có chuyện gì. Dạ. Em không thấy là tụi nó kiểm soát rất gắt gao, thậm chí khám xét cũng rất kỹ sao? Dạ, anh nói cũng đúng. Cứ đợi đi, nếu có gì bất thường thì chúng ta sẽ đi theo đường của nhóm cửu vàng. Tôi thuộc đường đi nước bước như lòng bàn tay, cho dù hải quan hay là biên phòng có truy bắt cũng khó lòng mà theo kịp. Nhưng mà đi đường rừng rất là cực khổ. Cứ chờ đây đi, nếu cảm thấy yên ổn thì đi đường này đỡ cực cho em hơn. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Mẹ bà nó, tụi nó lấy bách bo tao rồi, có qua được không? Yên tâm đi, qua bên đó chỉ cần báo họ tên là được rồi, mọi thứ tôi đã lo hết. Cứ bình tĩnh. Bách bo đâu? Sao? Kiểm tra. Dạ. Chỉ cần khai báo tên là được rồi. Được rồi. Kiệt. Khoan đã. Anh Kiệt, hộ chiếu anh đâu? Tôi là Trương. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Chuyện gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm thủ tục qua biên giới. Đi. Mở lên.
Trời tối quá, không biết em có nhìn lầm người không? Lầm cái gì nữa mà lầm? Thằng Hào đó, nó bị bắt rồi. Vậy giờ hai người tính sao? Tính gì nữa? Dẫn tụi tao đi theo con đường của mày đi. Đi. Anh à, nếu về được bệnh thì đừng có về nhà cũ nghe chưa. Mình hãy đến căn nhà tạm mà anh cho tay đàn em thuê đó, để tránh liên lụy chuyện thằng Hào. Biết rồi, đi, đi mau. Đi. Ông dẹp cái này đi. Những gì tôi cần khai tôi đã khai hết rồi, tôi sẽ không khai gì nữa đâu. Trong cậu khỏe mạnh hơn trước khi vô đây đó. Ở trong tù ăn ở không trưởng mở, khó chịu gần chết. Ở đó mà khỏe với chả mạnh. Có nhiều người muốn như cậu á mà không có được. Phải, vô đây tôi không cần suy nghĩ gì cả, không cần phải đối phó với những kẻ muốn sát hại mình. Nhưng mà có điều... Sao? Không thấy thoải mái à? Không phải, trong tù không có gái giải tỏa nên hơi khó chịu. Tôi biết khi cậu mới vô đây, cậu đã từng giả điên để được giảm án. Ừ, đúng rồi, tôi có làm như vậy. Nhưng mà làm hoài mấy ông không có đem tôi ra xử, chán bỏ xử. Chúng tôi có thể tạm giam cậu suốt đời ở đây với rất nhiều lý do, cậu có tin không? Điều đó tôi tin chứ. Nhưng mà thực sự tôi không hiểu mấy ông làm điều đó để làm gì hả? Câu hỏi này hay nè. Nếu cậu chịu hợp tác sẽ được giảm án. Giảm án? Từ 3 án tử giảm xuống còn 1 án tử rồi cũng chết. Giảm gì cần vậy? Có thể cậu sẽ được giảm xuống còn chung thân. Giảm xuống còn chung thân? Vậy chết đi cho rồi. Bắt tôi phải ở chung với những thằng tù đồng tính, làm sao tôi chịu nổi? Là đàn ông với nhau, tôi muốn nói cho ông biết một điều. Cuộc đời này mà không có sex, coi như là chết hết phần nữa. Đúng là cậu có phước không bằng ông Hùng. Khi sống hay chết, ông Hùng có bà Hồng bên cạnh. Lúc nào tụi nó cũng đi chung với nhau cả, kể cả lúc ông Hùng thay đổi hình dạng và thân phận. Tôi nhớ hồi xưa tôi đã chọc ghẹo tụi nó. Tôi nói là bà Hồng gian díu với ông Hùng rồi cắm sừng ông Tài. Tại lúc đó cậu không biết thằng Tài chính là Trương Hùng. Phải rồi, cái thằng đó đó, nó mưu mô dữ lắm. Vậy cậu khẳng định Lý Tài chính là Trương Hùng? Cái gì? Tôi khẳng định hồi nào? Ông nói cái gì vậy? Thì cậu mới kể câu chuyện tôi nghe đó. Tôi kể hả? Ừ. Thằng chó đẻ, cái thằng chó đẻ Trương Hùng á, khốn nạn lắm hả. Nó chặt tay thằng Hào rồi nó đẩy tôi vô đây, trong khi vợ chồng nó ung dung ở ngoài kia. Bây giờ không biết rồi, tôi khai hết trong nghe luôn. Từ cái hôm phỏng vấn ở trên kia á, tôi tưởng là tôi bị trượt rồi, hóa ra là làm ở đây. Nói thiệt á, trước giờ tôi làm ở đâu cũng vậy hả, 2 tuần, 3 tuần, cao lắm là 3 tháng cũng bị đuổi hả. Tôi bị đuổi 3 chỗ rồi. Hy vọng bất quá tam là làm ở đây tôi không bị đuổi ngang. Mày có nhớ nguyên tắc thứ hai tao yêu cầu mày áp dụng khi làm việc ở đây không? Im lặng trong mọi trường hợp và không được hỏi nhiều. Vậy thì im mẹ cái miệng mày đi. Nó suốt từ ngoài cổng vô đây không hỏi hả mày? Dạ. Vậy tôi đi mua cơm cho ông bạn. Dạ, ông cho tôi hỏi khi nào ông mướn đầu bếp với người lau dọn. Thôi đi mua cơm đi, mua cái gì cũng được, nhưng mà đừng có mua đồ bình dân quá nha. Dạ. Vậy cho tôi 10 phút nghe. Ừ, nhanh đi. Anh lại nhớ đến chuyện thằng A Hải sao? Anh đã không biết thằng Hải đang làm gì với số tiền của anh. Việc đầu tiên bây giờ là mình nên kết mối quan hệ với Trùm Long, sau đó sẽ tìm đường về bên kia xử lý A Hải. Thằng Long cũng chỉ đang lợi dụng mình thôi.
Anh có nghĩ chuyện A Hải phản mình đã truyền đi khắp nơi không? Hôm qua anh nhận được tin nhắn của thằng Yên Phên. Nó báo là thằng A Hải đang treo giá cái đầu của anh 500.000 đô. Cái gì? Chết rồi. Vậy thì căng quá. Em sợ cái gì? Vậy thì trước mắt bây giờ là mình tìm cách di cư sang Cam, núp bóng với ông Trùm Long, yên ổn một thời gian đi anh. Em tưởng thằng Hải làm gì được anh sao? Yên tâm, lên lầu nghỉ đi. Chuyện gì nữa? Em đang nghĩ làm sao đưa bé Bảo với con Lan đi theo. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, để mẹ con nó sống ở Hồng Kông phải yên ổn hơn không? Bây giờ dương tay dương chân, suốt ngày cứ vậy không? Bảo ơi, bây giờ con làm sao rồi Bảo? Cục cưng của mẹ, con làm mẹ lo lắm á, con có biết không? Mẹ ơi, nếu như mà con chết thì mẹ sẽ làm gì? Nói tầm bậy không à. Con làm sao mà chết được? Nếu như mà chết á, là mẹ chết trước nè, nghe. Nhưng mà mẹ hứa là sẽ sống suốt đời với con mà. Ừ, thì mẹ hứa. Nhưng mà mẹ già hơn con mà, cho nên nếu mà có chuyện gì xảy ra, mẹ phải chết trước con chứ, đúng không? Mẹ không có được chết. Bà Hồng gọi. Dạ tôi nghe nè bà. Thằng Bảo đâu rồi? Dạ bà đang ngồi bên cạnh tôi nè bà. Có chuyện gì không bà? Chuyện gấp, tôi nói nhanh thôi. Chuyện gì nữa đây? Chào ông. Đi đâu vậy? Tôi đưa bé Bảo đi bệnh viện. Nó bị co giật dữ lắm. Gì à? Dạ. Để tôi đưa đi. Khoan đã. Thật ra là bà Hồng kêu tụi tôi tới chỗ của bà. Bà đang ở đâu? Tôi không biết. Bà nói tài xế đưa tụi tôi tới cái chỗ ngã tư cầu sắt gì đó. Rồi tới đó bà sẽ chỉ đường tiếp. Có nghĩa là sẽ đổi xe ở cầu sắt à? Tôi không biết mà. Ông ơi ông làm ơn đi, ông đừng có hỏi, ông cũng đừng có đi theo tụi tôi được không? Nếu không thì tụi tôi sẽ bị. Ông ơi, tôi xin ông đó, ông làm ơn đi ông. Đi đi. Dạ, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Chạy đi chú. Dạ. Alo. Alo, anh ơi, tụi nó lại chém giết nhau quán bar nè, anh tới liền đi anh. Được rồi. Dạ. Tao tới liền. Ừ.
Anh có kiếm được gì không? Không. Anh đang nhìn gì vậy? Vắng vẻ và yên ắng quá. Thì càng tốt chứ sao. Mình có thể thông thả thu thập chứng cứ. Không phải vậy đâu. Với kinh nghiệm của anh thì những nơi càng yên ắng là những lúc nặng nề nhất. Anh có khiếu làm văn lắm đó. Làm văn thì ai cũng có khiếu hết. Nhưng mà có làm được hay không á là do cuộc đời đưa đẩy nữa. Mà không biết ông bà chủ nhà này đang chơi trò gì nữa. Chắc là chơi trò giường không nhà trống, hay là bỏ củ chạy lấy người. Sao Lâm cười? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh. Anh nói gì tôi không hiểu. Thì Lâm nhìn đi, ở đây không ai ngoài chúng ta, đúng không? Ừ. Anh Luật à. Anh tập hợp mọi người lại giùm tôi đi. Tất cả các anh em tập hợp. Dạ, dạ, dạ đó. Mọi người nghe đây, phải kiểm tra thật kỹ, không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Từng sợi tóc, mảnh da, quần áo, dấu vân tay, bất cứ những thứ gì có thể chứng minh được nhân thân của hắn. Đặc biệt là những thứ có thể phân tích DNA trong vòng 10 ngày, phải có kết quả cuối cùng. Mọi người đã nghe rõ chưa? Rõ, rõ. Làm việc. Dạ. Lâm cũng thông thạo quá ha. Không có gì. Cảm ơn anh. Làm việc. Mày dám phản bội anh em mày. Đứng lên đây. Mày đứng. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ của thằng phản bội. Tao nói cho tụi mày biết, tao chỉ còn ở đây có 3 ngày nữa thôi. Tại vì cái vụ này nó dính dáng đến giấy tờ khám xét mang hàng nóng vô thăm vợ chồng Tài lần trước. Bây giờ cái giải thưởng nó như vậy rồi, tao muốn tụi mày phải cùng tao giải quyết, sau đó đừng ai nấy lo. Dạ, dạ. Bây giờ nè, 500.000 đô, vị chia là hơn 11 tỷ, tao 5 tỷ, số còn lại là của tụi mày. Yeah, yeah, ok đây cả. Bây giờ đi sửa chí tài đi, gặp nó đâu bắn chết ở đó, không cần phải nhanh vô, chỉ cần chụp hình lại nó, gửi về cho A Hải, thấy nó đã chết là được rồi. Nguyễn, đại ca, bắt nó lại đây cho tao, đúng không mày? Đây. Ông Vĩnh, lúc này ông quyết tâm thay Trương Hùng quá ha. Bình tĩnh đi mày, có gì từ từ nói. Xin lỗi nha. Hết thời gian. Nói đi. Nói mau. Tất cả đứng im. Bỏ vũ khí xuống. Các anh đã bị bắt. Nó không chịu khai gì hết. Nó chỉ yêu cầu gặp mình cậu thôi. Em sẽ qua gặp hắn ta. Nè cậu, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn cũng đã biết. Lính hình sự mà, phải sống cuộc đời hai mặt, đôi khi cũng mệt mỏi lắm. Em sẽ cho hắn ta biết sự thật, hy vọng sẽ nhẹ nhàng đi được phần nào. Cậu vào đi. Tao mới yêu cầu gặp mày xong đó. Mày cũng bị bắt luôn hả? Cứ để tôi tự nhiên.
Mày đừng nói với tao. Mày là công an nghe. Anh hút đi thuốc đi cho đỡ căng thẳng. Em xin lỗi. Tất cả là cũng... vì mục đích cuối cùng là tìm ra được tung tích của Trương Hùng thôi. Tao chỉ trách bản thân tao thôi. Tin một thằng khốn như mày. Khi nãy anh cho gọi em có chuyện gì không? Mày là công an rồi, còn nói con mẹ gì nữa. Có phải mày giết thằng A Lý không? Không. Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Thằng khốn Interpol là thằng nào? Thằng trai trong của Interpol. Nó vô tổ chức trước mày. Mày đừng nói với tao. Nó là thằng Minh Giới nghe. Chính là nó đó. Mày muốn tôi nói cái gì nữa? Tất cả mọi người đều biết Trí Tài là Trương Hùng rồi. Họ đang củng cố hồ sơ để áp dụng lệnh truy nã, để Trương Hùng thành Trí Tài thật. Rồi sao? Tôi được biết bên công an có thỏa thuận với mấy anh em các anh, trong đó có những điều khoản có lợi. Đó là việc giảm án đó. Có. Nhưng mày muốn tôi là con mẹ gì nữa. Mọi người cần khai báo thành khẩn tất cả mọi thứ liên quan đến tổ chức của mình. Số lượng, bạn hàng, địa điểm giao dịch, tất cả mọi thứ, kể cả những căn cứ không phải để giao hàng trắng. Dưới quyền quản lý của mọi người, như các công ty vận tải, nhằm hợp thức hóa tiền bạc chẳng hạn. Tao không biết. Các anh đừng có ngoan cố. Trước sau gì công an điều tra họ cũng biết thôi. Nhưng mà nếu như các anh hợp tác điều tra thì sẽ đỡ đi được thời gian và công sức của họ. Nhưng điều quan trọng là các anh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tao muốn gặp thằng Hào. Em không có quyền hạn đó. Mày nói với cấp trên của mày, tao mà không gặp thằng Hào, đừng hòng tao nói một câu gì. Mày nghe rõ chưa? Mẹ nó, đúng là khốn nạn. Cứu tao ở sông Bàn xong thả cho con mày bắt. Đúng là thằng kiệt chó chết. Mày ơi mày, tưởng mày ngon lắm, ai vậy cũng bị công an bắt, làm tao bị liên lụy nữa. Khốn nạn thiệt. Mày là con bé hả?
Bình tĩnh đi. Bình tĩnh cùng mày đi mày đó. Thiệt chứ, hôm đó chó nó sủa mày ít nổi. Cũng may là thật mình, nó nặng mùi hơn mày, cho nên tao nghi ngờ nó. Mà mày thấy chưa, tao nghi ngờ nó có sai, đúng không? Hút điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh. Phải, anh nói đúng, tôi là công an. Còn muốn hỏi gì nữa không? Có. Thằng Nhí với thằng Hải có biết mày là công an chìm không? Hả? Tới bây giờ tôi nói vẫn không biết đúng không? Dĩ nhiên. Mày đúng là tráo trở. Mà tao đã tin mày, tao đã tin lầm mày. Con mẹ mày. Anh muốn nói gì cũng được. Vậy bây giờ như vậy đi, chúng ta sẽ có cuộc thương lượng, liệt kê lại toàn bộ quá trình phạm tội cũng như là làm ăn của Trương Hùng. Mày muốn liệt kê hả? Tao không muốn liệt kê đó. Tao không khai đó. Con mẹ mày, mày làm như mày ngon lắm vậy đó. Mày đừng có quên là tao là thằng đại ca của mày đó. Hả? Tao không thích làm đó. Mày làm gì được tao hả? Mày ngon mày đi điều tra. Anh đi. Anh sẽ bị tử hình đó. Là dựa cột đó. Tao muốn gặp ông Vinh. Đúng rồi. Nghĩ biết bao nhiêu chuyện mà nghĩ không ra được thằng Kiệt là thằng công an. Trong cái thế giới trắng đen lẫn lộn của tụi mình, nó là thằng có công mà cũng nhiều tội nữa. Đối với tôi thì chỉ có hai loại người thôi, trắng và đen. Thằng Kiệt nó đã là công an rồi, cho nên mọi chuyện nó làm với anh em mình đều là giả dối hết. Nhưng nó liều mạng nhiều lần để cứu tao rồi. Cứu không? Thôi đi ông ơi, đều có mục đích hết đó. Tao không biết mục đích hay mục gì của nó, nhưng nó đổ xương máu để cứu mạng tao. Nếu chỉ lấy lòng tao, tao nghĩ nó không theo tao để giàu sinh ra tử vậy đâu. Thằng này có nghĩa khí, tao thấy nó chơi được á. Nghĩa khí hả? Chỉ có trắng với đen mà thôi. Vậy theo ông, nó là trắng hay đen? Nó không trắng, cũng không đen, mà nó đỏ. Vậy bây giờ mình làm cái gì? Tao muốn thỏa thuận với công an. Thỏa thuận gì? Biết có được khoan hồng hay không mà thỏa thuận? Nó phải áp dụng khoan hồng cho cả thằng Lâm nữa. Cái gì vậy? Ông Lâm thì có dính dáng gì tới chuyện này? Nếu khai ra, chỉ mình mày khai là đủ. Còn đằng này, ba anh em mình cùng khai. Tao muốn nó khoan hồng cho cả ba. Biết tụi nó có chịu không? Không chịu thì thôi.
Nhưng trước sau gì tụi nó cũng tự điều tra ra hết thôi. Vậy cứ để tụi nó tự điều tra đi. Nhưng ít nhất khoảng 1-2 năm mới điều tra ra được. Lúc đó đủ cho tụi đàn em nó tìm ra đại ca lãnh đạo mới được còn gì. Tụi ông thôi. Mày nghe rõ chưa Kiệt? Nếu đồng ý điều khoản khoan hồng của tụi tao á, thì đem giấy viết vô đây. Tụi tao viết. Tất cả những gì liên quan tới tổ chức của chúng ở trong nước, kể cả nước ngoài, đều nằm ở đây. Kết quả phân tích ADN và dấu vân tay đều trùng khớp. Như vậy chúng ta có thể khẳng định Trí Tài và Trương Hùng là cùng một người. Vậy thì chúng ta có thể dựa vào kết quả này mà phát lệnh truy nã đối với Trí Tài và phổ biến thông tin này một cách rộng rãi. Chúng ta có thể kết hợp các đơn vị trong và ngoài nước, mở chiến dịch truy quét tội phạm quốc tế, dựa theo bản danh sách mà Cường Sói gửi thư nặc danh khi trước. Tốt, ngày chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Từ nay đồng chí Kiệt có thể cây cao gối mà ngủ rồi. Chưa đâu anh. Chừng nào mà Trương Hùng chưa tra tay vào còng thì em vẫn chưa ngủ được. Nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể làm suy yếu lực lượng của hắn rồi. Đúng vậy. Khi nào thì chiến dịch bắt đầu? Ngay chiều nay. Không được hút thuốc trong phạm vi cơ quan. Anh xin lỗi. Như vậy là hồ sơ của Trương Hùng sắp sửa khép lại rồi. Phải. Anh không cần phải đi làm thân phận giang hồ nữa. Nhưng mà thật lòng thì anh không muốn tụi đàn em từng sinh tử với anh bị truy quét trong chiến dịch lần này. Anh cứ giữ cho tâm hồn yên tĩnh đi. Chuyện qua rồi đừng có nhắc lại nữa. Fight!